đơn giản hóa mọi vấn đề để cho chúng ta dễ để đưa vào cái môn học này để cho chúng ta dễ hiểu nhất, và nó mang tính chất là thực tế nhất để mà chúng ta dễ hiểu. Thì ở đây thì trường hợp này nó liên quan tới vấn đề là giới hạn về dung tích chứa hàng hóa của kho hàng và kích cỡ lô đặt hàng. Thì tất nhiên rồi, kích cỡ lô đặt hàng thì chúng ta thấy không, ở đây tôi bôi đậm lên cái CT. CT thì chẳng khác gì bên cái bài này đúng không ạ? Chỗ này CT là kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép, thì ở đây tương tự là gì, kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép. Tuy nhiên ở đây nó có thêm một cái ràng buộc, đó là gì, dung tích chứa hàng của kho hàng. Thì khi mà chúng ta xét về cái trường hợp giới hạn về dung tích chứa hàng của kho hàng thì chúng ta sẽ thấy có hai cái tham số xuất hiện ở trong cái mô hình này, đó là W là tổng dung lượng lưu trữ trong kho hàng, có nghĩa rằng là gì, tổng cái dung tích chứa hàng của cái kho hàng của cái người mua đó là bao nhiêu. Thì ở đây tôi lấy một cái số là một cái chữ cái là W warehouse đó. Thực ra thì những cái chữ cái này thì nôm na là từ warehouse đó, có nghĩa là gì, tổng dung lượng lưu trữ trong kho hàng là W. Đồng thời nó phải có một thêm một cái tham số, đó là gì, mỗi cái đơn vị hàng hóa, mỗi sản phẩm đó nó chiếm, nôm na chúng ta hiểu là gì, nó chiếm bao nhiêu cái dung tích trong cái kho hàng đó. Thì để mà có thể xác định được thì ở đây cái mô hình này người ta cho thêm một cái tham số là F. F có nghĩa là gì, dung lượng lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong kho hàng. Tôi lấy ví dụ như là cái hàng hóa đó nó cồng kềnh, thì khi mà đặt vào trong kho đó thì nó chiếm một cái diện tích đúng không, một cái dung lượng ở trong cái kho hàng đó bao nhiêu. Thì ở đây để mà có thể giải quyết được cái bài toán dung lượng liên quan đến vấn đề là giới hạn về dung lượng chứa hàng thì chúng ta có thêm hai cái tham số, đó là gì, tổng dung lượng lưu trữ trong kho hàng là W, và dung lượng lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong kho hàng. Thì cái biến quyết định cũng tương tự như kia. Thực ra thì những cái này là liên quan đến vấn đề ràng buộc, còn vấn đề là chẳng hạn như biến quyết định, chúng ta thấy rằng là gì, ở cái mô hình đặt hàng đậm vấn đề đều giống nhau cả. Đó là gì, chúng ta đi xác định về tồn kho cuối kỳ của thời gian T, rồi XT là lượng đặt hàng mỗi lần trong thời gian T, IT là biến giả bằng 1 nếu mà số lượng sản phẩm được đặt hàng trong thời gian T, và bằng 0 thì nếu mà số lượng không đặt hàng trong thời gian T. Và cái hàm mục tiêu thì cũng tương tự như các cái trường hợp khác, đó là gì, chúng ta phải đi xác định tổng chi phí. Các em lưu ý tổng chi phí ở đây là gì, hàm min nhé, đừng có bao giờ để cái hàm max trừ trường hợp là gì. Chúng ta liên quan đến vấn đề là tổng lợi nhuận thì vấn đề liên quan đến vấn đề là trong cái đề người ta sẽ cho là gì, giá bán một đơn vị sản phẩm là bao nhiêu, để mà chúng ta đi xác định được cái tổng lợi nhuận, thì lúc đó chúng ta phải sử dụng cho mình cái hàm max. Tự nhiên rồi, khi mà chúng ta học cái phần này cũng như là những cái môn học khác mà chúng ta có ứng dụng về Excel Solver, thì từ đó chúng ta có thể biết được là cái cách vận dụng nó như thế nào cho hiệu quả, nhớ nha. Còn ở trong cái trường hợp môn quản trị chuỗi cung ứng này thì tôi chỉ yêu cầu các em là gì, làm thế nào để giảm thiểu các cái chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động chuỗi cung ứng. Đó là lưu ý, chẳng hạn như là trong phần này thì nó liên quan đến vấn đề là quản trị tồn kho, liên quan đến vấn đề hoạch định đúng không ạ, xác định cái lô đặt hàng sao cho cái gì, cái chi phí, thực ra cái tổng chi phí này người ta coi như là chi phí tồn kho đó đúng không ạ, bằng chi phí mua hàng cộng chi phí đặt hàng cộng chi phí lưu trữ. Các em lưu ý. Ở đây thì nó cũng giống như là ở cái giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, thì nó cũng có các cái ràng buộc đúng không ạ, tồn kho cuối kỳ, thì ở đây nó cũng có tồn kho cuối kỳ. Tất nhiên rồi, cái này mô hình nó chung là như vậy rồi. Rồi lượng đặt hàng cho phép thì nó cũng y chang như là gì, lượng đặt hàng cho phép, đúng không ạ. Rồi bây giờ nó liên quan đến vấn đề là giới hạn đúng không ạ, xuất hiện thêm một cái khái niệm là gì, giới hạn về dung tích chứa hàng. Thì giới hạn về dung tích chứa hàng thì nó có một công thức tính là gì, để có thể xác định, để có thể đảm bảo rằng là gì, không vượt quá cái tổng dung tích lượng dự trữ trong kho hàng, thì cái dung lượng lưu trữ trong một đơn vị hàng hóa đúng không, là F nhân cho IT. Cái IT này chính là gì, là cái tồn kho cuối kỳ đúng không ạ, phải nhỏ hơn hoặc bằng W. Tại vì vấn đề là gì, người ta xét luôn luôn, người ta xét tồn kho cuối kỳ, tại vì trong kỳ thì vấn đề là gì, hàng hóa ra vào kho đúng không ạ, rất là nhiều, chẳng hạn như là cung thì vấn đề là hàng hóa mà chúng ta mua về nhập vào kho, đồng thời là gì, cầu thì chúng ta gì, bán cái hàng hóa đó ra khỏi đúng không ạ, điều đó có nghĩa là gì, cái kho hàng trong tháng đó nó luôn luôn gì, luôn ra luôn vào đúng không, first in first out hay là cái gì, luôn chẳng hạn như là cung cầu nó, đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải xác định là cung cầu cân bằng trong kỳ là vậy. Và cái cung cầu cân bằng trong kỳ đó đảm bảo sao cho cái gì,
nó không được vượt quá cái dung tích chứa hàng nôm na là gì, ở đây là gì, F nhân cho IT đúng không, phải nhỏ hơn mặt bằng. F là gì, là dung lượng lưu trữ một đơn vị hàng hóa nhân cho cái tồn kho cuối kỳ này phải nhỏ hơn mặt bằng W. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là ở cái mô hình này đúng không, kết hợp này, tôi kết hợp này, lượng đặt hàng cho phép. Bây giờ mình hỏi cái, nếu mà không có kích cỡ lô đặt hàng cho phép mà chỉ có là gì, giới hạn về dung tích chứa hàng cho phép, vậy trong ràng buộc này chúng ta cần phải đưa cái gì vào, bạn nào biết? Bạn nào biết? Nếu mà bây giờ chẳng hạn như là không có giới hạn về lượng đặt hàng cho phép thì chúng ta sẽ đưa cái ràng buộc gì vào? Tồn kho cuối kỳ là đảm bảo phải có rồi đúng không ạ? Lượng đặt hàng cho phép không có rồi Nguyên. Dạ là F nhân IT bé hơn bằng W. Chúng ta sẽ có cái giới hạn này đúng không ạ? Vậy lượng đặt hàng cho phép không có, vậy theo em như vậy là đủ chưa? Chẳng hạn như là lúc này là nó sẽ đi tồn kho cuối kỳ nè, rồi là IT bằng IT trừ 1 cộng cho XT trừ cho DT đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là giới hạn về dung lượng chứa hàng đúng không, F nhân IT nhân WT. Tất nhiên rồi, những cái ràng buộc dưới đây là đảm bảo rằng là gì, các cái giá trị này là dương, đồng thời là gì, IT thì nó là gì, là một cái biến dị phân đúng không ạ? Nó còn thiếu một cái ràng buộc gì nữa? Rồi Quỳnh trả lời cho mình cái. Thì thầy, em nghĩ là nó theo hướng là XT bé hơn bằng DT nhân IT. Chính xác. Lúc này nó phải có thêm một cái, đúng không ạ? Là cái gì? Chúng ta quay lại cái mô hình cơ bản này. Mô hình cơ bản nó có cái khái niệm là gì? Không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Dẫn đến là gì? Không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Lúc đó chúng ta phải đưa cái biến này vào. XT nhỏ hơn hoặc bằng DT và IT. Tại vì nó có một cái trường hợp. Có một trường hợp thì ở đây mình lưu ý như thế này. Chẳng hạn như là nếu mà mình không đưa. Các em lưu ý nha, bạn Quỳnh trả lời rất là chính xác. Nếu mà tôi không có đưa cái lượng đặt hàng cho phép vào, có nghĩa là gì? Không có sự giới hạn về cái số lượng đặt hàng trong kỳ, thì chúng ta phải đưa cho tôi cái biến. Một cái ràng buộc đó là gì? Không có sự thiếu hụt hàng hóa về sản phẩm trong kỳ. Tại vì vấn đề là gì? Khi mà hai ông này ông nghiên cứu á, thì mình có đọc, thì lúc đầu mình cũng đọc, mình coi thử là tại sao lại là chẳng hạn như là khi mà có cái giới hạn về cái số lượng đặt hàng cho phép là limited lot size đó, thì nó không có sự thiếu hụt về sản phẩm. Có nghĩa là hai ông đưa vô thì hai ông có giải thích, có nghĩa rằng là vì đảm bảo khi mà chúng ta đặt hàng, cái số lượng đặt hàng mà chúng ta đã có một cái giới hạn rồi, thì đảm bảo rằng là gì, khi mà có giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng thì đảm bảo là gì, nó không có sự thiếu hụt trong hàng, nó không có sự thiếu hụt về hàng hóa trong kỳ. Vì vấn đề là gì, chúng ta đặt hàng dựa trên cái nhu cầu đúng không ạ? Và cái nhu cầu này chúng ta thấy rằng là gì, là nó cái nhu cầu này thì đã đảm bảo rằng là gì, cái kích cỡ lô đặt hàng này đảm bảo là gì, không vượt nó phải đủ đảm bảo cái nhu cầu, dẫn đến là gì, không có ông lại không có đưa cái này vào, không có sự thiếu hụt hàng hóa trong kỳ đúng không? Đó lý do tại sao mà các em thấy rằng là gì, ở đây chẳng hạn như là khi mà chúng ta không có cái giới hạn đúng không ạ? Khi mà chúng ta không có cái giới hạn trong, nếu mà đề thi á, tôi không có để kích cỡ lô đặt hàng cho phép lớn nhất, thì các em phải đưa cho tôi cái gì, không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Tại vì để đảm bảo rằng không có sự thiếu hụt thì chúng ta phải có ràng buộc đó. Còn ở đây chúng ta đã có kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép rồi, thì chúng ta không cần, người ta kêu rằng là gì, không cần phải đưa cái ràng buộc là không có sự thiếu hụt hàng sản phẩm trong kỳ nữa, nhớ nha. Các em cần lưu ý cái chỗ đó. Còn lại những cái tồn kho cuối kỳ là đảm bảo phải có rồi đúng không ạ? Còn vấn đề là chẳng hạn như là về trường hợp về giới hạn về dung tích chứa hàng, thì chúng ta phải có những cái giới hạn về dung tích chứa hàng, chúng ta cần phải nhớ. Rồi cũng tương tự như vậy, khi mà nhìn vào cái đề, các em sẽ thấy rằng ở trong cái giả thiết này, mình sẽ để cho các em hết rồi. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là nhu cầu này đúng không, rồi sản phẩm A đúng không, nhu cầu này, tồn kho đầu kỳ. Các em thực ra thì các em cứ thiết kế như kiểu như mình đây này. Thực ra thì cho sau này nếu mà các em có đi làm là làm trong lĩnh vực chẳng hạn như quản lý về tồn kho, hay là làm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng liên quan đến vấn đề là quản lý về xác định lô đặt hàng, chúng ta cũng có thể sử dụng cái mô hình này. Ở đây thì tôi cũng đã thiết kế theo cái kiểu dễ hiểu nhất để chúng ta có thể triển khai một cách, và chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Tại vì vấn đề là
có một số chẳng hạn như là một số đặc biệt coi trên YouTube thì mỗi người người ta có một cái cách triển khai khác nhau. Tuy nhiên thì cũng cái cuối cùng nó cũng ra nha, một kết quả như vậy thôi. Tuy nhiên thì ở đây thì mình theo mình là mình đối với mình thôi là tối ưu hóa rồi, còn các bạn thì để dễ hiểu thì các bạn có thể tự chỉnh sau. Tuy nhiên thì ở đây thì khi mà học thì chúng ta cứ theo cho mình 4 bước đúng theo cái triển khai bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Thì ở đây mình để cụ thể bước 1 là gì, xác định các biến biến quyết định, cái thứ hai là liên quan đến các hạng mục, thứ ba là gì xác định cái mục tiêu, thứ tư là chúng ta chạy để trong chúng ta thì giải cái bài toán này này mà thôi. Ở đây chúng ta thấy nè, khác với lại là limited lot size đúng không ạ? Limited lot size ở đây thì lô đặt hàng cho phép, thì ở đây nó có thêm hai cái tham số đó gì, dung tích chứa hàng trên một sản phẩm. Chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là dung tích chứa hàng của sản phẩm A ở tháng 1 là gì, nó chiếm 0,2. Thực ra thì cái đơn vị của nó là mét khối đúng không ạ? Có nghĩa là liên quan đến dung tích chứa hàng thì nó người ta sử dụng cái đơn vị là mét khối. Đây 0,2 có nghĩa là một sản phẩm chỉ chiếm 0,2. Thì cái vấn đề là sản phẩm này nó đều giống nhau, dẫn đến là gì, các cái số liệu liên quan đến dung tích chứa hàng của một đơn vị sản phẩm trong kho thì nó đều giống nhau ở trong 12 tháng. Rồi ở đây thì tôi có một cái tham số đó là tổng dung tích chứa hàng của kho hàng, có nghĩa là gì, kho hàng đó nó có tổng dung tích là gì, 2.000 mét khối đi, có nghĩa rằng là gì, cái lượng hàng mà nó có thể chứa được trong kỳ cuối kỳ đó là gì, 2.000 mét khối. Do đó thì đảm bảo sao cho chúng ta căn cứ vào trong cái chúng ta căn cứ vào trong cái đề này, và đảm bảo sao cho chị F nhân cho IT nhỏ hơn bằng W. Đây thì chúng ta triển khai ra thôi đúng không ạ? Bước thứ hai chúng ta xác định cho tôi đúng không, các cái biến quyết định cũng tương tự. Biến quyết định là gì, thực ra thì các em sẽ thấy rằng là gì, bốn cái bài thực hành thì nó cũng tương tự nhau, nó cũng không khác nhau, chỉ có một cái bài liên quan đến vấn đề phân phối và cấu trúc mạng lưới phân phối hoặc là cấu trúc mạng lưới chuỗi cung ứng. Thì người ta có thể mỗi cái sách người ta có thể sử dụng các cái thuật ngữ khác nhau nhưng nó đều là một, chẳng hạn như là về thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng hay là thiết kế mạng lưới về phân phối thì là một. Tại vì vấn đề là nó khi mà chúng ta làm cái đó các em sẽ thấy rằng là chẳng hạn như là hiện nay tôi có 4 nhà máy, cũng tương tự, rồi tôi có 5 nhà phân phối, và tôi có 6 retailer. Thì khi mà chúng ta thiết kế cái mạng lưới đó thì chúng ta sẽ phân bổ sao cho chẳng hạn như là trường hợp này nhà máy số 1 sẽ gì, sản xuất ra sản phẩm và vận chuyển hàng hóa đó cho nhà phân phối số 2, và từ nhà phân phối số 2 đó thì trong trường hợp này có nghĩa rằng là gì, chúng ta tối ưu hóa dựa trên cái lợi, dựa trên cái chi phí thì chúng ta sẽ gì, nhà máy này không cần phải hoạt động, nhà máy kia hoạt động. Nôm na là chúng ta hiểu là khi mà ở cái phần thực hành 4 thì nó hơi phức tạp một tí, tuy nhiên thì rất là hay. Tôi cũng đã đơn giản hóa mọi vấn đề và vấn đề là chúng ta cũng sẽ dễ hiểu mà thôi, không có gì phức tạp. Thì cái kết cấu mình cũng để nó tương tự như những cái kết cấu mà ở các bài thực hành 1, 2, 3, 4 thôi. Thì sau khi đó thì chúng ta cũng xác định tương tự đúng không ạ? Thứ nhất là tồn kho cuối kỳ, rồi cái đặt hàng có nghĩa là có đặt hàng hay không đó đúng không ạ? Rồi chúng ta xác định cái số lượng đặt hàng nếu mà có đặt hàng trong kỳ đúng không ạ? Rồi về ràng buộc, lúc này chúng ta thấy này, cân bằng cung cầu trong kỳ thì nó cũng giống như là các cái trường hợp trước đúng không ạ? Rồi giới hạn lô đặt hàng, tại vì ở đây người ta cho gì, khi mà chúng ta nhìn vào các em lưu ý nghe đề. Thì thực ra thì chắc là khi mà triển khai trên Excel thì tôi cũng chỉ cho các em cái dạng như thế này mà thôi, khỏi cần phải đọc đề làm gì, mà tôi cho các em tôi sẽ làm, có nghĩa là tôi sẽ cho y chang như vậy. Tôi chỉ thực ra thì nhiều lúc là số liệu khác nhau một tí, cũng như là cái cách chẳng hạn như thay vì 12 tháng thì tôi chỉ để 5 tháng thôi, nó sẽ đơn giản. Thực ra thì khi mà thi tôi đảm bảo nó phải đơn giản hơn so với cái vấn đề thực hành. Tại vì thực hành thì tôi để cái vấn đề là nó phức tạp lên một tí để cho các em có thể nắm sâu hơn. Còn vấn đề là thi thì tôi đảm bảo rằng là nó sẽ đơn giản hơn thôi, đảm bảo trong vòng 90 phút. Tất nhiên rồi, thời gian tôi nói là tôi sẽ dời ra lên 120 hoặc 150 để cho đảm bảo cho chúng ta là làm bài thì không tới 90 phút đâu. Nhưng mà vấn đề là để cho vấn đề là trong quá trình làm cũng như trong quá trình gửi bài, đảm bảo là các bạn đều gửi bài được cho tôi, thì tôi sẽ dời cái khoảng thời gian đó từ 120 đến 150 thôi. Chứ không phải là chúng ta nhìn vào cái thời gian chúng ta thấy cái độ khó lên, không, đối với tôi là không có. Thì đó lý do tại sao mà tôi cũng nói rõ cho các em là chúng ta cái đề nó chỉ giới hạn trong vòng 90 phút, và 90 phút thì nó sẽ đơn giản hơn. Quan trọng là vấn đề là chúng ta phải thực hành nhiều để cho chúng ta đảm bảo rằng là khi mà chúng ta triển khai á thì nó nhanh,
nó nhanh, chứ vấn đề là nhiều lúc chúng ta lâu ngày chúng ta không làm Excel, hoặc là với lại cái kiểu này nó cũng khác với Excel. Excel thì thông thường chúng ta chỉ cần nhớ hàm mà thôi, còn ở đây thì nó còn triển khai thêm thêm một cái phần mềm Add Insolver nữa, dẫn đến là nó hơi phức tạp một tí, do đó thì các em cần phải thực hành nhiều nhớ nha. Rồi ở đây nó có thêm một cái khái niệm giới hạn lô đặt hàng, thì các em thấy này, giới hạn lô đặt hàng tôi cũng để tương tự, cái này không có cái gì đâu, tại vì tôi lấy cái bài trước thì chúng ta có thể xóa nó đi cũng được, không thành vấn đề, tại vì nó theo cột mà, một cột này chẳng hạn, như là chúng ta enter đây đúng không ạ, rồi chúng ta cứ kéo ra. Rồi tương tự như vậy cái cân bằng đúng không, cân bằng thì các em biết rồi, lấy tồn kho đầu kỳ cộng cho số lượng đặt hàng trong kỳ trừ cho nhu cầu trong kỳ thì nó sẽ ra cân bằng cung cầu đúng không ạ, và khi mà chúng ta gán thì cái cân bằng cung cầu trong trong kỳ này nó phải bằng gì, tồn kho cuối kỳ, đó là để mà chúng ta xác định cái tồn kho đúng không ạ. Rồi ở đây nó có một cái giới hạn, đây các em lưu ý ở đây nè, giới hạn dung tích chứa hàng, có nghĩa rằng là ở đây là tôi đang đi xác định cái F nhân cho IT. Đây, cái F nhân cho IT. Thì cái F cho nhân cho IT nó bằng là gì? Số tồn kho cuối kỳ, đúng không ạ? Nhân cho cái dung lượng chứa một đơn vị sản phẩm trong kỳ. Chẳng hạn như là tồn kho cuối kỳ của tháng 1 là 2.400, đúng không? Nó nhân cho đây thì bắt đầu nó cộng lại. Tại vì vấn đề chúng ta thấy ở đây là gì? Nó là tổng, đúng không ạ? Tổng của gì? F nhân cho IT trong 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 kỳ gồm có 12 tháng, thì tôi sử dụng cái hàm sum product. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Cũng tương tự như dưới đây nè, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là gì? Bằng thằng này nôm na chúng ta tôi có thể diễn lại ra là bằng là B14 nhân cho B9 cộng cho B10 C14 nhân cho C9 cộng cho gì? D10 D14 nhân cho D9, tương tự như vậy cộng cho đến hết, thì để có thể đơn giản hóa chúng ta sử dụng cái hàm sum product. Sum product có nghĩa là gì? Cộng lại và nhân lại và cộng cho nhau. Đó lý do tại sao mà chúng ta có cái này đây. Rồi và cái này khi mà chúng ta đưa ràng buộc á, cái này nó phải nhỏ hơn cái gì, dung tích chứa hàng đây, W đây nè, cái này chính là W này đúng không ạ, thì cái vấn đề là F nhân IT phải nhỏ hơn bằng W đúng không ạ, và bạn nào cũng có thể là chúng ta có thể ở đây chúng ta có thể trừ luôn đúng không ạ, nếu mà cần chúng ta trừ luôn cái này, enter ra đúng không ạ, thì tí nữa đó, chúng ta chỉ mặc định cái này gì lớn hơn hoặc bằng không mà thôi đúng không, còn ở đây thì bạn nào không thích thì chúng ta có thể là để đây, rồi tí nữa khi mà gắn cái ràng buộc vào trong Solver Parameter thì chúng ta có thể gì để cái thằng là B22 nhỏ hơn gì B10 thế thôi. Ở đây thì tôi đang để là B22 nhỏ hơn B10 đúng không ạ? Rồi, coi như là gì? Tất cả những cái ràng buộc chúng ta đã triển khai hết đúng không ạ? Đây, chúng ta đã triển khai hết, tồn kho cuối kỳ xác định rồi. Lượng đặt hàng cho phép cũng xác định rồi, giới hạn về dung tích chứa hàng trong kho hàng cũng xác định luôn rồi. Bắt đầu chúng ta coi cái hàm mục tiêu đúng không ạ? Hàm mục tiêu thì tất nhiên rồi, chi phí mua hàng thì sẽ bằng gì? Tổng chi phí mua hàng nhân cho số lượng, rồi chi phí đặt hàng thì bằng là gì, tổng cái chi phí đặt hàng nhân cho gì y đúng không ạ, đây nè đó. Các em có thể nhấp vào đây để chúng ta có thể coi được là cái ô mà tôi quét là cái gì, từ đó chúng ta dễ hiểu thôi, nó hạn như là chi phí đặt hàng này, đặt hàng này đúng không ạ. Tương tự như vậy chi phí lưu trữ này, thì có cột chi phí lưu trữ này, chi phí lưu trữ nhân cho tồn kho cuối kỳ này, rồi enter ra, và tất cả là bằng sum này đúng không, cái hàm mục tiêu là đây được chưa. Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng nhấn vào Solver. Khi vào Solver thì chúng ta đã thấy nó xuất hiện đây nè, đúng không? Chúng ta sẽ thấy này, set objective đúng không ạ? Đây tổng chi phí. Rồi chúng ta quét cái hàm biến quyết định đúng không? B14 cho M14 tất cả đây này, được chưa? Chúng ta thấy chưa? Rồi bây giờ bắt đầu set cũng tương tự như vậy đúng không, các cái hàm ấy thì bao giờ chúng ta thứ nhất là tồn kho cuối kỳ bằng cân bằng cung cầu trong kỳ, được chưa, rồi ở đây mình gán luôn là tồn kho cuối kỳ bằng cái gì, giá trị nguyên không lấy giá trị thập phân, có nghĩa là không có phải phải gì hết. Rồi cái tồn kho cuối kỳ này đảm bảo phải gì, dư đúng không ạ, đúng theo cái đây, đúng theo cái tiêu chuẩn là gì, IT phải lớn hơn bằng không, có nghĩa là gì, phải dương không có được âm. Rồi đó, rồi tương tự như vậy là gì, cái B15 đúng không ạ, đặt hàng là có hay không thì chúng ta gán vào cái binary, được chưa, rồi B21 giới hạn lô đặt hàng thì ở đây là tôi gán là gì, lớn hơn bằng không đúng không ạ. Ở đây trường hợp là đây này, giới hạn về dung tích chứa hàng ở đây tôi đang để là gì, B22 nhỏ hơn gì B8 đúng không ạ, B10 đúng không ạ, W cũng tương tự như vậy chúng ta chạy.
Thì sau khi chúng ta chạy xong, chúng ta phải kiểm tra lại coi thử nó chính xác hay chưa. Một số trường hợp chẳng hạn solver could not get a solution gì đó, có nghĩa là đảm bảo rằng là gì, chúng ta cái số liệu mà chúng ta đưa vào nó không có đúng, dẫn đến là cái solver này nó không có đưa ra một cái giải pháp tối ưu cho chúng ta được, thì nó sẽ trả lời luôn là solver could not found gì đó, could not find gì đó. Chúng ta cần lưu ý thì nhìn vào đó là chúng ta biết được đó lý do tại sao mà mình có thể gia hạn cái thời gian chúng ta dài dài một tí, là lỡ may cái trường hợp mà nếu mà chúng ta chạy hết một cái ra thì không sao. Chứ mà tôi cũng vậy, đây là cái đơn giản thôi, đơn giản mà lâu lâu tự nhiên cái phần mềm này nó bị cái gì tôi chạy mãi nó cũng không ra. Còn những cái bài phức tạp thì hiện nay thì tôi đang làm một cái bài báo mà nó chạy cả tháng nay tôi chạy chưa ra. Tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà vấn đề là điều đó có nghĩa là cái phần mềm này, tôi đang sử dụng một cái phần mềm Lingo. Lingo á, thì nó giống như là MATLAB với lại là cái phần mềm R. Thì nó, nếu mà các em học trong kinh tế lượng, không biết có học hay không, hoặc là trong trong nghiên cứu Stata, thì thực ra ở đây thì người ta không sử dụng Stata, nhưng mà người ta đang sử dụng cái phần mềm gọi là MATLAB hay Lingo, thì vấn đề nó có thêm cái mã code thì nó rất là phức tạp. Ở đây thì đó lý do tại sao mà mình để mà có thể chạy được cái phần mềm solver này thì phải đơn giản hóa mọi cái dữ liệu, chứ không phải là tôi không có đưa cho các em những cái vấn đề khó hơn để mà chúng ta làm, để mà chúng ta thử sức. Nhưng mà vấn đề là những cái phần mềm kia thì nó rất là phức tạp, mất rất nhiều thời gian. Do đó vấn đề là bạn nào thích mà sâu hơn thì tôi có thể gửi cho các bạn các bài báo cũng như là các cái phần mềm mà chúng ta thử thôi. Thì cái sau khi mà chúng ta chạy ra, chúng ta thấy này, ở đây thì là chúng ta thấy rằng bắt đầu là chúng ta cũng kiểm chứng, thì thực ra chúng ta thấy rằng là nó không có sự khác biệt mấy, đúng không? À, tổng chi phí, tại vì nó tối ưu hóa là tổng chi phí nó không giống, nó không có gì khác nhau nữa. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy nó xuất hiện thêm một cái khái niệm, đó là gì, giới hạn dung tích chứa hàng. Có nghĩa là ở đây tổng cái lượng hàng, giới hạn về lô đặt hàng thì nó cũng chẳng có khác biệt gì, đúng không? Mà 2370 3590, đó là lý do tại sao mà mình nói rồi, trong thực tế người ta không có tách ra. Trong thực tế là người ta sẽ gì, kết hợp lại thành một cái này này. Chứ không phải tách ra như tôi đây. Tôi tách ra là để cho các em dễ hiểu, tại vì vấn đề là cả ba cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là gì, chỉ có cái trường hợp cuối cùng thì cái chỉ số nó khác đi một tí là 42451. Thì thực ra là trong thực tế thì tất cả các cái trường hợp này là phổ biến, có nghĩa rằng là giới hạn về kích thước lô đặt hàng, giới hạn về dung tích chứa hàng và giới hạn về ngân sách, thì đa số các doanh nghiệp đều có các cái giới hạn này. Trừ trừ một số các cái giới hạn khác thì ít khi có trường hợp xuất hiện lắm. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là về về safety stock, chẳng hạn như là về tồn kho an toàn, hay là về thiếu hụt. Thực ra thì trong thực tế nó không có đâu. Trong thực tế chủ yếu là người ta nghiên cứu thì mới xuất hiện ra các trường hợp đó. Còn lại thì đảm bảo rằng là khi mà chúng ta, các cái nhà sản xuất cũng như là các cái nhà phân phối thì luôn luôn đảm bảo kho hàng là gì, là luôn luôn có hàng, chứ ít khi mà nó gọi là shortage, thì có nghĩa là thiếu hàng đâu. Thiếu hàng là gì, đa số thì nó nằm ở trong các cái nghiên cứu, cái scenario trong cái bài nghiên cứu mà thôi. Còn lại thì đa số nó đều có ba cái giới hạn này. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là cả ba trường hợp này thì đa số khoảng là 70 đến 80% các doanh nghiệp hiện nay, khi mà người ta xác định cái lô đặt hàng của họ, kể cả nguyên vật liệu, kể cả là thành phẩm, thì người ta đều dựa trên cái này. Tại vì vấn đề cái này là cái thực tế, chẳng hạn về dung tích chứa hàng, về ngân sách. Chẳng hạn như ngân sách trong tháng này, trong năm nay, thực ra cái ngân sách đó thì nó là cả, cũng giống như là cái tổng dung tích chứa hàng, thì cái ngân sách này là cấp cho cả cái kỳ này, 12 tháng này. Có nghĩa là gì, trong năm nay cái lượng tiền mặt để mua hàng là giới hạn, là giờ tôi lấy ví dụ ở đây là gì, tôi lấy giới hạn là 45.000 đô, đúng không ạ? Anh chị phân bổ như thế nào cho nó hợp lý trong năm nay. Thì đó lý do tại sao mà những cái thứ này thì nó mang tính thực tế hơn. Và khi thi thì tôi cũng cho một bài và sự tổng hợp của cái này, vừa là kích cỡ lô đặt hàng, vừa là dung tích chứa hàng, cũng như là ngân sách. Các em lưu ý nha. Rồi thì ở đây chúng ta thấy rằng bắt đầu là khi mà chúng ta chạy ra, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có một cái giới hạn dung tích chứa hàng này, có nghĩa rằng là gì, tổng dung tích chứa hàng nó không vượt quá 2.000, đúng không? Tổng dung tích chứa hàng trong 12 kỳ, chúng ta thấy thì nó chỉ chiếm có 1.110 mét khối mà thôi. Điều đó có nghĩa là thỏa mãn, đúng không? Chúng ta thấy nó thỏa mãn rồi. Lô đặt hàng thì chúng ta thấy rằng là gì, ở mỗi kỳ, thực ra cái lô đặt hàng này thì nó phụ thuộc vào kỳ. Chẳng hạn như là tháng 1 thì cái lô đặt hàng này là tôi có nghĩa là từng tháng, thì chúng ta thấy rằng là gì,
nó đều không có vượt quá cái giới hạn cho phép, đúng không ạ? Chẳng hạn như là ở đây thì nó có tháng 1 thì chỉ đặt 2.370 sản phẩm mà thôi, đúng không ạ? Chúng ta tương tự chúng ta thấy rằng nó không có vượt quá. Thì rồi các cái chi phí, đúng không ạ? Thì khi mà chi phí lưu trữ thì vấn đề là khi mà xuất hiện ra các cái tồn kho cuối kỳ thì nó sẽ xuất hiện ra cái chi phí lưu trữ. Còn lại cái bài mà cơ bản, cái bài mà tối ưu hóa, chúng ta thấy không? Thiếu hàng cũng không, cân bằng trong kỳ cũng không, có nghĩa là nó tối ưu, có nghĩa là hàng về bao nhiêu thì bán được bấy nhiêu, không có tồn kho, dẫn đến là chi phí lưu trữ. Thực ra cái chi phí lưu trữ này trong thực tế là có chứ không phải là không. Chi phí đặt hàng và chi phí mua hàng thì rõ ràng rồi, đúng không ạ? Đặt hàng thì phải trả chi phí, mua hàng thì phải trả chi phí, nhưng chi phí lưu trữ ở trong cái basic, có nghĩa là cái mô hình cơ bản thì nó chúng ta thấy rằng nó bằng không, kể cả cái mô, nhưng mà chẳng hạn như khi mà chúng ta đưa giới hạn vào, chúng ta đang lưu trữ, lưu trữ là phải có, thực ra trong thực tế là phải có. Thì đó là cái bài mà liên quan tới vấn đề là giới hạn về cái dung tích chứa hàng của kho hàng và kích cỡ, đúng không? Rồi cái cuối cùng thì ở đây là một cái sự kết hợp của ba cái trường hợp mà nó mang cái tính chất tương đối là thực tế nhất ở trong các cái doanh nghiệp khi mà họ xác định cái lô đặt hàng. Đó là giới hạn về ngân sách mua hàng, giới hạn về dung tích chứa hàng của kho hàng của người mua, cũng như là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Thì nó ở đây thì mình kết hợp luôn cả ba cái. Thì cũng tương tự như cái trường hợp trước, thì ở đây nó xuất hiện thêm một cái gọi là ngân sách mua hàng. Thì ngân sách mua hàng này thực ra là nó không phải là trong thời gian T đâu. Ngân sách mua hàng sản phẩm này là nó là trong kỳ. Các em lưu ý là không phải là trong thời gian T. Nhớ nha. Thực ra thì để trong thời gian T cũng được, nhưng mà khi đối với các bài của mình và cũng như trong thực tế thì người ta để theo kỳ. Có nghĩa rằng là gì, trong một năm ngân sách như vậy, còn phân bổ như thế nào thì tùy thuộc vào cái lượng hàng là khác nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn như tháng 1 thì chúng ta mua nhiều thì cũng như rồi ngân sách nó mua nhiều, tháng 2 chúng ta không đặt hàng thì cũng vấn đề là chúng ta không có phải trả tiền, dẫn đến là gì, ngân sách nó bằng không, đúng không ạ? Do đó thì cái vấn đề là BT, thực ra là B thôi chứ không phải, chẳng phải BT, các em lưu ý nha. Thực ra là nó cũng giống như là W vậy thôi, nó là một B. B thì là ngân sách mua hàng trong kỳ, trong kỳ gồm có 12 tháng đó. Thì cũng tương tự như là biến quyết định thì các em cũng không có sự khác biệt gì, mục tiêu cũng không có sự khác biệt gì. Các cái trường hợp này chủ yếu là về ràng buộc nữa nha, nên hai cái biến quyết định với hàm mục tiêu không có sự thay đổi đâu. Do đó vấn đề là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng cẩn thận một tí, tránh cái trường hợp mà chúng ta tự nhiên chúng ta thấy là ngân sách chúng ta cộng, chẳng hạn tổng chi phí chúng ta cộng luôn ngân sách, rồi chúng ta lại cộng luôn cái giới hạn về dung tích chứa hàng, điều đó có nghĩa là sai. Thực ra cái hàm mục tiêu này, các cái chi phí liên quan đến vấn đề đặt hàng này là cố định, gồm có ba chi phí chính, đó là chi phí mua hàng, chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ. Các em lưu ý nghe, nó không có sự thay đổi đâu. Còn vấn đề là khi mà chúng ta phân tích về phân phối, khi mà phân phối cũng như trong chuỗi cung ứng á, cái phần sau thì chúng ta thấy rằng lúc này nó sẽ xuất hiện một cái chi phí, đó là chi phí về vận chuyển là chủ yếu. Người ta có sách thì người ta gọi là chi phí về vận chuyển, chẳng hạn trong quản trị sản xuất thì chúng ta hay người ta thấy đó là gì, bài toán về vận tải. Còn trong vấn đề là chuỗi cung ứng thì nó gọi là bài toán về phân phối, tại vì vấn đề là hai thằng này nó liên quan đến vấn đề là gì, phân phối vận chuyển hàng hóa giữa các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, giữa gì, nhà máy với lại là nhà phân phối, giữa nhà phân phối với lại nhà kho, giữa nhà kho với lại là nhà bán lẻ, giữa nhà bán lẻ, thì cái chi phí nó phát sinh nhiều nhất đó là chi phí, có hai loại chi phí thôi, đó là chi phí liên quan đến vấn đề là vận hành cái trung tâm đó, chẳng hạn trung tâm phân phối, thì nó có chi phí vận hành gọi là fixed cost, những cái chi phí cố định, mà một cái chi phí thứ hai đó là chi phí hay thay đổi, đó là gì, variable, nó gọi là variable cost đó, liên quan đến vấn đề là chi phí về vận chuyển mà thôi. Còn liên quan đến vấn đề là trường hợp 1 và thực hành 1 và thực hành 2, liên quan đến vấn đề là mua số lượng đặt hàng với lại là lựa chọn nhà cung cấp, tí nữa chúng ta sẽ làm luôn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, hai cái này nó lựa chọn nhà cung cấp thực ra là nó là một cái sự mở rộng của cái mô hình Winner và Winteam. Thì tí nữa các em sẽ nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó cũng có các cái trường hợp, chẳng hạn như giới hạn về ngân sách, về dung tích, về kích cỡ lô đặt hàng, nó có ý chang. Nó chỉ có một cái sự khác biệt, đó là ở trong cái mô hình đặt hàng động này, tất nhiên rồi, sản phẩm thì chỉ có một sản phẩm đơn lẻ, tôi chỉ áp dụng cho một sản phẩm đơn lẻ. Ở trong mô hình đặt hàng động này, chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây tôi không nhắc
tới cái nhà cung cấp, tại vì gì, chỉ có một nhà cung cấp cho một sản phẩm, à đúng không? Còn ở trong vấn đề lựa chọn nhà cung cấp lúc này không chỉ là một nhà cung cấp mà có 10 nhà cung cấp một sản phẩm đó, đúng không ạ? Còn chẳng hạn như là những cái mô hình phức tạp hơn thì gồm có gì, 10 nhà cung cấp 10 cái sản phẩm đó cho cái doanh nghiệp đó, chẳng hạn như đặc biệt là các cái doanh nghiệp như là siêu thị, người ta bán hàng triệu các loại mặt hàng, đúng không ạ? Và mỗi mỗi mặt hàng đó có thể gì, và do nhiều nhà cung cấp, hoặc là gì, một nhà cung cấp hiện nay người ta sản xuất tới mấy chục loại sản phẩm luôn, thì vấn đề là nó rất là phức tạp lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng này nó càng phức tạp lên. Thì ở đây để đơn giản hóa thì mình chỉ gì, áp dụng cho một sản phẩm mà thôi, và chỉ một hai hay ba, thậm chí 3 đến 5 nhà cung cấp mà thôi. Thì thực ra thì có nhiều nhà cung cấp cũng chẳng ảnh hưởng gì, khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình này thì đảm bảo rằng là gì, bao nhiêu nhà cung cấp nó không chạy được hết á, chứ không phải không đâu. Quan trọng thì số số lớn quá thì cái phần mềm này thì nó không có giải được những cái bài toán phức tạp, thì chúng ta phải sử dụng những cái phần mềm chuyên dụng khác thôi. Quay lại cái phần này thì cũng tương tự như là giới hạn về ngưng dung tích và kích cỡ lô đặt hàng, thì nó đều có những cái tham số mới. Tôi cứ tô đỏ cho các em để khi mà chúng ta làm chúng ta coi, để chúng ta còn biết, đó là chẳng hạn như là kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép. Cũng tương tự như vậy, nếu mà trong cái đề tôi không đề cập đến kích cỡ lô đặt hàng cho phép, dẫn đến là gì, trong ràng buộc này nó không có gì, ở đây tôi để là không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, cái này không cần nghe, cái này chúng ta bỏ ra cũng được, khi mà tí nữa tôi chạy tôi không có cái này đâu. Còn vấn đề là nếu mà không có lượng đặt hàng cho phép, đây tôi ví dụ như là tôi xóa cái này đi, thì thực ra thì nó phải có cái không có sự thiếu hụt đặt hàng cho phép, nếu mà gì không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, giống như là bạn Quỳnh lúc nãy có nhắc đó, các em cần lưu ý. Tại vì vấn đề thì sẽ có trường hợp, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi đang giới thiệu cho các em liên quan đến vấn đề là có kích cỡ lô đặt hàng, nhưng mà vấn đề khi mà tôi ra đề thi á, thì tất nhiên là tôi sẽ để là gì, giới hạn về ngân sách mua hàng và dung tích, đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa là gì, làm gì có cái giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Do đó vấn đề chúng ta cần phải biết được rằng là nếu không có, đó lý do tại sao mà tôi để cái bài này, tôi để mang tính chất tổng, đúng không ạ? Là vấn đề không có thì chúng ta phải đưa cho tôi cái mô hình là gì, phải đưa cho tôi một cái ràng buộc là không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Không biết là tí nữa tôi chạy nó có cái này hay không. Tuy nhiên thì nếu mà trường hợp không có thì chúng ta sẽ phải đưa cho tôi cái ràng buộc liên quan đến vấn đề là không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Rồi tương tự cái đề. Khi mà như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì, nó sẽ có các cái biến số, đúng không ạ? Thứ nhất là gì, dung tích lô đặt hàng cho phép này, đúng không ạ? Rồi dung tích chứa hàng một sản phẩm này, cũng tương tự như cái kia thôi, rồi nó cũng không có gì sự khác biệt, đúng không ạ? Đây các cái biến số này thì chúng ta thấy nó cũng không có sự khác biệt gì, đúng không ạ? Ở đây nó cũng có tổng dung tích chứa hàng, đây tổng dung tích chứa hàng cũng tương tự như cái mô hình bên này mà thôi. Ở đây nó có thêm một cái, đúng không, ngân sách, có nghĩa là gì, cái lượng tiền tối đa mà chúng ta có thể sử dụng để mua hàng hóa trong kỳ 12 tháng, là tôi lấy ví dụ một con số là 45.000 đô. Thì mình nói rồi, thực tế thì khi mà chúng ta làm thì tôi cũng chỉ là sửa lại số mà thôi, nó chẳng có khác biệt gì đâu, nó chuẩn hóa hết rồi, tôi cũng không có làm phức tạp hóa vấn đề, và chủ yếu là chúng ta học môn này xong chúng ta hiểu được vấn đề và đảm bảo rằng là chúng ta làm tốt, thì tôi cũng cầu mong các em cũng giống như cái môn gì đấy, chúng ta đã học tôi rồi, môn thanh toán quốc tế, cũng như hai môn kia, hai môn mà tôi dạy cho các em, chẳng hạn như nghiệp vụ ngoại thương và quản trị chuỗi cung ứng, thì tôi cũng cố gắng là cũng tương tự giống như nghiệp vụ ngoại thương, thì những cái bài tập mà những cái phần mà tôi đã hướng dẫn nghe các em thì mang vô thi thì cũng chẳng khác gì nhiều đâu, chủ yếu là chúng ta chỉ đổi con số mà thôi. Do đó tôi đảm bảo các em, thì chúc cho các em có thể riêng hai môn tôi thì đạt cái điểm tối đa nhất, để đảm bảo rằng là tại vì vấn đề là dù gì chúng ta cũng cuối năm 3 rồi, chuẩn bị bước sang năm 4, thì năm 4 thì chủ yếu là các cái môn mà môn gọi là môn tự chọn. Do đó vấn đề là thực ra thì nó theo
một cái quy luật, có nghĩa rằng là ở năm tư thì có rất là nhiều môn tự chọn. Mục đích của các môn tự chọn này là giúp cho chúng ta củng cố lại kiến thức để trước khi mà chúng ta đi làm. Chẳng hạn như lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có các cái chuyên môn hóa, các môn gọi là chuyên môn hóa. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta thích đi về lĩnh vực marketing thì nó sẽ có một số các môn, chẳng hạn như là marketing về dịch vụ, tôi không rõ lắm. Rồi cũng như là về tài chính, cũng như về thì thực ra thì nó cũng chỉ có hai lĩnh vực, đó là tài chính và quản trị kinh doanh. Chúng ta có thể lựa chọn những cái môn phù hợp. Còn lại thì học kỳ này thì chúng ta cố gắng sao thi cho nó tốt, tại vì đa số các cái môn ngoài cái môn tự chọn thì chúng ta có các cái môn bắt buộc. Do đó vấn đề là chúng ta cũng cũng cần phải đảm bảo sao cho qua các môn bắt buộc. Còn những cái môn của tôi thì tôi cũng đảm bảo, tôi cũng cố gắng, các em cũng cố gắng thực hành những gì mà tôi hướng dẫn, thì đảm bảo là hai môn tôi nó sẽ cao điểm thôi, nó sẽ kéo kéo điểm của các em lên. Cầu mong là vậy thôi. Rồi thì ở đây chúng ta thấy cũng tương tự đúng không, không có khác gì biệt gì, cũng tương tự không khác biệt gì. Nó chỉ có một cái khác biệt là lúc này là gì, nó có một cái giới hạn về ngân sách đúng không, giới hạn về, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là giới hạn về dung tích chứa hàng ở đây đúng không ạ, dung tích chứa hàng ở đây đúng không ạ, thì nó cũng có một cái khái niệm đây, dung tích chứa hàng đây. Chẳng hạn như là ở đây là 1.000 m², tôi lấy ví dụ là 1.000 đi, 1.000 m³ tổng dung tích, thì vấn đề là chúng ta cũng có những cái giới hạn. Ở đây nó chỉ thêm một cái đây liên quan tới vấn đề là giới hạn lô đặt hàng đây, nó cũng có chẳng có sự khác biệt gì đúng không ạ. Rồi giới hạn về dung tích chứa hàng là đây. Rồi đây về vấn đề là giới hạn ngân sách, giới hạn ngân sách thì công thức như thế nào đây, ngân sách mua hàng cho phép thì bằng là PT nhân cho XT phải nhỏ hơn hoặc bằng B. Thì PT ở đây là gì, các em biết rồi, PT là gì, là chi phí thu mua một đơn vị sản phẩm trong thời gian T, có nghĩa rằng là cái giá của một đơn vị sản phẩm mà chúng ta sẽ mua đúng không, trong cái tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đúng không, nhân cho XT. XT ở đây là gì, lượng đặt hàng mỗi lần trong thời gian đúng không ạ. Cái này chúng ta biết rồi, phải gì, hai thằng này nhân lại phải nhỏ hơn tổng tiền, có nghĩa là gì, tổng số tiền chúng ta bỏ ra mua phải nhỏ hơn gì, tổng tổng ngân sách của chúng ta đang có. Thì hôm nay chúng ta hiểu là PT nhân XT phải nhỏ hơn là bằng gì, B. Ở đây các em lưu ý là B ngay, chứ chẳng tôi để từ B đó. Là ngân sách mua sản phẩm trong kỳ, trong quá trình mà thực ra là trong quá trình mà soạn thảo thì nó có một số cái này, là thực ra cái này thì tôi đang để ở bài thực hành 2. Trước đó, là tôi tách biệt ra từng cái, tuy nhiên ở đây thì các em lưu ý là B chứ không phải là BT, nhớ nhé. Ở đây tôi copy qua nên tôi không 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 sửa được nữa, tôi copy từ từ một cái trang khác mà. Rồi thì chúng ta có này, PT đây, PT đây, PT là chi phí mua hàng đúng không ạ, cho từng tháng một đúng không ạ, nhân cho gì, số lượng đặt hàng đây, B, chúng ta thấy không, hai cái ô xanh này này chúng ta nhấp vào thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sử dụng cái hàm sum product đúng không ạ. Hàm sum product có nghĩa rằng là gì, nó sẽ lấy thằng này nhân thằng này cộng cho thằng này nhân thằng này cộng cho thằng này, thì người ta sử dụng cái hàm sum product, enter ra. Thì điều đó có nghĩa rằng là gì, sau khi mà chúng ta đã xác định được các cái ràng buộc đây, các cái ràng buộc chúng ta đã xác định được rồi, bắt đầu chúng ta chạy các cái bước là triển khai thì như vậy thôi, các em lưu ý đây, chạy thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Thứ nhất là gì, hàm mục tiêu là gì, B31 đúng không, giá trị bao giờ cũng là min, đừng có max, tôi thử để max nó chạy xem sao. Ơi, nếu mà chúng ta để max thì nó ra đúng không, max thì nôm na là nó ra một con số là 4789.5 đúng không ạ. Có nghĩa rằng là trường hợp đây có một cái trường hợp là làm thế nào để anh sử dụng cái ngân sách này tối đa nhất đúng không ạ, có nghĩa là gần bằng, chúng ta thấy không, ngân sách nó gần bằng không đó, thì có trường hợp đó, nhưng mà không, ở đây thì tôi chỉ là gì, là tối thiểu, có nghĩa là chẳng bao giờ người ta kêu rằng tối thiểu là tối thiểu thôi. Tôi để chẳng hạn như là, thì ở đây các em lưu ý các cái biến cũng giống tương tự, chẳng khác gì nhau cả. Bao giờ chẳng hạn như là B15 M15 bằng, tức là gì, cân bằng cung cầu trong kỳ phải bằng cái gì, tồn kho cuối kỳ đây đúng không, tồn kho cuối kỳ phải đảm bảo gì, dư đây.
Rồi cái vấn đề là các cái con số tôi ở đây, tôi chắc cú tôi để là B15, tôi M16 tôi để luôn tất cả, đây là cái số integer, có nghĩa là đảm bảo rằng các cái biến quyết định này là gì, là nguyên, đúng không ạ? Rồi tương tự như vậy là B16, M16 là binary, binary các em lưu ý binary tương tự. Rồi B22 đến M22 đúng không ạ, là cái gì, giới hạn lô đặt hàng. Giới hạn lô đặt hàng này là sao, phải dương đúng không ạ? Rồi cái thứ ba, cái ràng buộc thứ ba là gì, B23. B23 là gì, giới hạn dung tích chứa hàng phải nhỏ hơn cái gì, tổng dung tích chứa hàng, B10 đúng không ạ? Tương tự như vậy là gì, giới hạn về ngân sách là B24 đúng không ạ, phải nhỏ hơn hoặc bằng gì, B11, nó nghĩa là ngân sách. Sau khi mà chúng ta đọc, các em đọc xong thì chúng ta coi thử là có thiếu gì không, đúng không ạ? Không thiếu gì, bắt đầu chúng ta bắt đầu đảm bảo này, make unconstrained variables non negative, có nghĩa là đảm bảo rằng là tất cả các cái biến quyết định không âm, chúng ta nhấp vào đây. Thực ra nếu mà chúng ta không nhấp vào đây á, thì chúng ta có thể quét cái thằng biến quyết định này lớn hơn mà không, mà tôi ở đây chúng ta cứ nhấp vào, đúng không? Theo đúng cái quy trình. Rồi chúng ta đã nhấn simplex LP linear programming, rồi chúng ta chạy. Rồi khi mà chúng ta chạy ra, chúng ta thấy rằng là solver found, đúng là đã tìm ra một cái giải pháp nguyên, đúng không, với các cái biến mà chúng ta đưa vào, rồi chúng ta ok đúng không ạ? Thì đây chúng ta thấy này, khi mà chúng ta đưa vào nó có sự khác biệt ngay. Khi mà chúng ta đưa vào các biến thì ở đây chúng ta thấy là 4, 2, 3, 1, 7 tổng chi phí, nếu mà chúng ta chỉ xét tới cái giới hạn lô đặt hàng với lại là dung tích chứa hàng. Còn ở đây chúng ta thấy là 4, 2, 4, 1, 5 đúng không ạ? Thì nó, tại vì nó đưa thêm cái gì, ngân sách vào, thì chúng ta thấy rằng nó có sự khác biệt đúng không? Và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta khi mà các em làm xong, chúng ta cần phải kiểm tra về cái biến quyết định, coi thử rằng là gì, nếu mà có đặt hàng đúng không ạ, thì phải có số lượng, đây một thì phải có số lượng, không thì không có số lượng, đúng không? Tương tự như vậy chúng ta cần phải kiểm tra cho tôi những cái biến số này như thế này. Tại vì vấn đề là các em lưu ý như thế này, khi mà các em làm Excel thì tôi cũng có một cái bài rồi, tôi phải đảm bảo rằng là khi mà chúng ta làm phải ra. Nên cái đề của tôi bao giờ tôi cũng phải kiểm chứng trước. Đó là lý do tại sao mà khi chấm thì tôi mở ra một cái thì tôi biết được là nếu các bạn giống nhau thì tôi chỉ cần mở ra coi một số vấn đề hàm. Tất nhiên tránh cái trường hợp tại vì vấn đề là chúng ta thi online, thực ra thì tôi cũng chẳng có phải ngồi coi các em làm đâu. Tôi chỉ để chẳng hạn như là 8 giờ lên LMS, mở LMS ra làm một làm 11 giờ gửi cho tôi xong trong khoảng thời gian đó, chứ tôi cũng chẳng có ngồi coi. Điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện các cái trường hợp, cái cũng bình thường trong cuộc sống mà thôi. Tôi cũng chẳng có nói, tôi cũng chẳng có đặt cao đề cao cái vấn đề đó, là chúng ta copy cái bài này đúng không ạ? Nhưng mà copy điều đó có nghĩa là copy làm sao mà nó chỉ có số mà không có, nó không có hàm. Đây có trường hợp copy nhưng mà nó có số đúng không ạ, nhưng mà nó không có hàm, có nghĩa là gì, nó chỉ thể hiện số mà thôi. Điều đó có nghĩa là bài đó bằng không, các em lưu ý nha. Bằng không, chẳng hạn như tôi nhấp vào đây tôi phải biết được rằng là anh áp dụng cái hàm nào đúng không ạ, tôi nhấp vào đây anh áp dụng cái hàm nào đúng không ạ, tôi nhấp vào đây anh phải đang làm cái gì. Thì tất nhiên rồi, tôi tin tưởng ở các em, mặc dù là một số thầy cô hiện nay đưa ra những cái luật mà đảm bảo là sinh viên không quay có, không, đối với tôi không thành vấn đề đó. Đối với tôi là các em đảm bảo làm tốt những gì. Thời xưa tôi đi học cũng vậy, ông thầy ông cũng cho từ sáng đến tối ngồi dở N cuốn sách ra, miễn sao là qua là được. Nhưng chúng ta cũng phải gì, cố gắng làm, đừng có cóp theo cái kiểu mà truyền thống, mà cóp không đúng thì nhiều lúc là nó lại ra một cái nó không có hàm, thì đảm bảo là cũng không thể biện minh được đúng không ạ? Bút sa gà chết, bút sa gà sẽ mở thì còn đâu mà nói nữa. Do đó vấn đề chúng ta cũng cần lưu ý một tí, và thật ra thì cái phần thực hành này thì nó cũng khá là hay, do đó chúng ta cũng rất một ít thời gian. Tại vì cái môn cô thực ra thì tôi cũng nói với cô Thanh là môn tôi sẽ phải thi cuối cùng, có nghĩa là môn này. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy cái lịch của chúng ta là ngày mùng 5 tháng 8, đối với lớp các em đúng không ạ? Tại vì tôi nói với cô Thanh là để cho sinh viên người ta làm cái đó chứ, có nghĩa là có thời gian để mà thực ra là thực hành mà. Vả lại là chúng ta lại online, thà như ở trên lớp thì tôi có thể là tới coi từng bạn một. Đó lý do tại sao mà những cái hai cái khóa trước á, người ta cao điểm là vì vấn đề là khi mà thực hành là tôi tới từng bạn,
chẳng hạn như là cứ mỗi bạn thời đó là chưa có trong phòng máy, cứ ba cái laptop một người, là trong suốt quá trình học, có nghĩa là trong suốt buổi học thì cứ mỗi người làm một phần cho tôi, tôi chấm điểm trực tiếp luôn, có nghĩa là điểm quá trình á, nên dẫn đến là cái lớp mọi cái lớp trước người ta đăng ký tới 120 hạng, bạn nào tôi cũng tới coi, dẫn đến là ai cũng làm. Còn ở đây thì thực ra thì tôi cũng không biết là các em có thời gian làm hay không, thà như đi học thì tôi không nói, ở nhà thì có N việc giống như tôi vậy đó. Thực ra thì tôi cũng hơi hơi bị lười, ở nhà thì tôi chỉ có nói trắng là tôi chỉ có ăn và chơi thôi, cho nên tôi hơi lười. Khác với lại vấn đề lên lớp, do đó vấn đề là thì chúng ta cũng giống nhau mà thôi, cũng chẳng có gì khác nhau, do đó các em cần lưu ý này, chúng ta tập trung vào một tí. Thì ở đây một bài tôi nói rồi, cái bài tôi nói luôn để các em dễ hiểu và chúng ta tập trung, là cái một cái này là một bài thi là liên quan đến vấn đề là mô hình đặt hàng động quay nó nguyên tin. Tôi sẽ đưa cho các em ba trường hợp này: giới hạn về ngân sách mua hàng, giới hạn về dung tích và giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Tôi cũng không có để mà chúng ta thử làm, nhớ nha. Chỉ có sự khác biệt là ở đây có thể là cái con số nó khác biệt hoặc là nó đơn giản hơn thôi, nó không có phức tạp, thì các em cứ căn cứ trên cái này chúng ta làm. Và chúng ta sẽ có 3 bài, thì tất nhiên rồi, bài này nó 3 điểm, hai bài đầu 3 điểm, cái bài cuối thì nó hơi phức tạp hơn một tí, nó liên quan đến vấn đề là thiết kế. Thực ra thì người ta không sử dụng từ thiết kế thì ghê gớm quá, mà người ta thông thường người ta sử dụng một cái thuật ngữ tôi không nhớ, nhưng mà ở đây thì tôi sử dụng cái từ là thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, nhưng là khá đơn giản liên quan đến vấn đề phân phối mà thôi. Thì cái bài đó sẽ 4 điểm, còn bài này các em khá là đơn giản, các em sẽ có 3 điểm. Rồi liên quan tới cái bài thực hành 2 này, có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Chúng ta coi 5 phút nha, 5 phút coi lại coi thử, có thắc mắc gì báo tôi liền. Chúng ta tiếp tục cái phần sau. Winner và Win Team. Chúng ta qua bài 3, thì bài thực hành 3. Thì bài thực hành 3 thì nó liên quan cũng là một cái mô hình đặt hàng động Winner và Win Team, nhưng nó liên quan tới vấn đề là lựa chọn nhà cung cấp. Một cái mô hình nó mở rộng hơn, thì tôi cũng đã gửi cho các em rồi. Thì khi mà chúng ta đọc thì nó đa số nó đều giống cái bài thực hành 2 này, có nghĩa là mô hình đặt hàng động Winner và Win Team này. Nó chỉ có sự khác biệt là chúng ta nhìn vào đó lúc này, nó mặc dù tôi vẫn để là một sản phẩm, nhưng nó có một sự khác biệt là có nhiều nhà cung cấp. Tôi lấy ví dụ như là tôi là một người mua hàng, đúng không? Tôi muốn mua sản phẩm là một cái điện thoại, thì hiện nay có rất là nhiều nhà cung cấp điện thoại, đúng không ạ? Thì tất nhiên rồi, tôi đều phải hỏi giá của các nhà cung cấp này, và mỗi nhà cung cấp này thì tất nhiên rồi, người ta chỉ có ba. Các em lưu ý rằng là khi mà chúng ta đặt hàng với số lượng lớn, giữa business to business là gì, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp á, thì thông thường thì người ta sẽ chào giá với một cái giá, trong đó thì nó có gì, giá sản phẩm rồi và các cái chi phí, chẳng hạn chi phí đặt hàng cũng như là các cái chi phí liên quan. Trong đó hai cái chi phí chính ở đây tôi để đó là gì, chi phí về đặt hàng và chi phí mua hàng, có nghĩa là chi phí về giá bán của sản phẩm đó mà mỗi nhà cung cấp họ sẽ gửi cho chúng ta. Thì thực ra thì khi họ gửi cho chúng ta như vậy, tôi lấy ví dụ như là một sản phẩm A, đúng không ạ? Tất nhiên rồi, về tồn kho, về nhu cầu đó là của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta biết về nhu cầu thì chúng ta mới đặt hàng, chúng ta cần thì họ sẽ cung cấp về báo giá. Ở đây thì mình nói lại là có hai cái chi phí chính mà người ta sẽ báo cho chúng ta, đó là chi phí mua hàng và chi phí đặt hàng. Thì cứ mỗi nhà cung cấp vậy thì người ta sẽ cung cấp cho chúng ta, đúng không ạ? Một loại chi phí, hai loại chi phí đó. Bây giờ chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ có 10 nhà cung cấp, đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải ngồi, chúng ta chọn ra. Tất nhiên rồi, đây là một trong những yếu tố thôi để mà chúng ta có chúng ta đưa ra cái quyết định chọn nhà cung cấp nào, chứ ngoài ra thì nó có thể còn có các cái yếu tố về định tính được, trước tôi đã nói với các em rồi, là trong vấn đề lựa chọn nhà cung cấp cũng như là chúng ta đọc tài liệu thì nó có rất là nhiều nhiều yếu tố để mà chúng ta lựa chọn ra một nhà cung cấp phù hợp nhất. Ở đây liên quan đến vấn đề thực hành thì chúng ta chỉ liên quan đến vấn đề là về phân tích định lượng, có nghĩa là dựa trên các cái chi phí mà nhà cung cấp cho chúng ta, để mà chúng ta lựa chọn ra nhà cung cấp nào phù hợp nhất dựa trên cái chi phí, cái tiêu chí là gì, chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta coi cái bài thực hành 3, để tôi mở cái bài thực hành 3 ra.
Thì các em thấy là chúng ta đã mở cái bài thực hành 3 ra chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, thì khi mà chúng ta coi đây, chẳng hạn như là nó cũng tương tự như cái như cái bài mô hình đặt hàng đầu, Wainwright và Winton, thì tôi cũng phân tích ra bốn trường hợp. Trường hợp đầu tiên là gì? Mô hình lựa chọn nhà cung cấp cơ bản. Thực ra thì mình nói rồi, nó người ta dựa trên cái lý thuyết của mô hình đặt hàng đầu để mà người ta lựa chọn ra. Tại vì vấn đề là trong đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó cũng có số lượng đặt hàng, nhưng đặt hàng từ nhà cung cấp nào? Nó chỉ có khác biệt là gì? Ở đây chúng ta thấy không? Mình giới thiệu sơ về cái mô hình đặt hàng đầu này, mô hình lựa chọn nhà cung cấp cơ bản này, thì chúng ta thấy là giả thiết được, nó dựa, đã nói rồi là nó dựa trên cái mô hình đặt hàng đầu. Do đó thì các cái giả thiết nó chẳng gì, không có gì khác nhau cả. Chẳng hạn như nhu cầu về sản phẩm là ngẫu nhiên, rồi tại vì nó mang tính chất là gì, thực tế hóa hơn, rồi giá đơn vị hàng hóa không thay đổi theo quy mô đặt hàng. Tại vì vấn đề là thực ra khi mà phân tích sâu hơn, cao hơn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, giá đơn vị hàng hóa thay đổi theo quy mô đặt hàng, thì nó khá rất là phức tạp. Thì ở đây để đơn giản hóa thì mình đưa những cái thông tin ban đầu nó khá đơn giản thôi, cũng giống như là cái rồi thời gian từ khi đặt hàng cho đến lúc nhận hàng, nhờ được hàng, cái lead time nó bằng không, rồi không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, rồi tồn kho ban đầu bằng không. Ở đây nó chỉ có khác biệt là ở kia thì mình có một cái chỉ số thôi, đó là về chỉ số về các khoảng thời gian trong kỳ đặt hàng, gọi là T đó, đặt hàng theo tháng thì gồm có 12 tháng đúng không? Ở đây thì mình đang thiết kế dựa trên cái vấn đề là chỉ số về các cái thời gian trong thời kỳ đặt hàng là theo tháng đúng không? Này đây chúng ta thấy ở đây tôi để tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đến tháng 12 đúng không ạ? Ngoài cái vấn đề là chỉ số về các cái khoảng thời gian trong kỳ đặt hàng thì nó có thêm chỉ số về nhà cung cấp. Thực ra thì cái mô hình phức tạp á, thì nó có thêm một cái Y. Thì Y này là chỉ số về sản phẩm, có nghĩa là lúc này là có rất là nhiều sản phẩm. Thì còn ở đây thì mình nói rồi, tôi chỉ giới hạn cho các em là gì, một sản phẩm mà thôi. Do đó thì chúng ta chỉ không không có nhiều sản phẩm. Rồi các cái tham số cũng tương tự, chẳng có gì khác nhau cả. DT là nhu cầu của sản phẩm trong thời gian T. P à ở đây chúng ta đang sử dụng cái từ Y. Ở trong cái mô hình ở bài 2 thì nó có chữ P thôi, PT thôi, chẳng hạn chi phí thu mua một sản phẩm trong thời gian T. Còn ở đây là PI. Với Y là gì? Chỉ số về nhà cung cấp, có nghĩa là gì, có bao nhiêu nhà cung cấp đúng không ạ? Tham gia trong quá trình gì, bán hàng đúng không ạ? Thì chi phí thu mua một đơn vị sản phẩm từ nhà cung cấp G, G có thể là 1, 2, 3. Ở đây các em thấy này, ở đây tôi thiết kế là có ba nhà cung cấp sản phẩm A đúng không ạ, cho chúng ta đây. Và chẳng hạn như là chi phí mua hàng đúng không, ở đây tôi thiết kế các em có thể, mình phân tích sơ một cái chúng ta có thể hiểu này. Ở đây mà tôi mở rộng ra một tí chúng ta dễ hiểu. Đây. Ở đây này, tôi có ba nhà cung cấp đúng không, cung cấp cho tôi cái sản phẩm A, và mỗi nhà cung cấp đây, cái chi phí mua hàng mà nhà cung cấp số 1 đây, một sản phẩm họ bán là 2.75, thì tất nhiên rồi, chi phí này tôi lấy coi như là không thay đổi trong 12 tháng. Rồi sản phẩm thứ hai, nhà cung cấp số 2 đúng không, cái giá của đơn vị sản phẩm A là gì, 2.76, tôi cũng tương tự như vậy đây. Nhà cung cấp số 3 cũng tương tự như vậy, họ đó. Đó lý do tại sao mà tôi nói rồi, họ sẽ cung cấp cho chúng ta các cái số liệu này đúng không, mà bắt đầu chúng ta dựa vào cái mô hình này chúng ta có thể tính toán được là nên lựa chọn ông nào, đặt hàng ông nào trong cái thời gian đó. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy nó có một cái đó, nó có một cái đây, tí nữa tôi sẽ phân tích xong. Rồi tương tự như vậy, HT là chi phí lưu trữ một đơn vị sản phẩm trong thời gian T. Thì cái chi phí lưu trữ một sản phẩm trong thời gian T này đây, thì các em lưu ý rằng là gì, sản phẩm này là chỉ có một sản phẩm thôi, sản phẩm A đúng không, mà chi phí lưu trữ này nó phát sinh ở đâu, ở kho của người mua, có nghĩa là sau khi mà chúng ta mua hàng hóa đó về rồi chúng ta đặt trong kho, nếu mà trong tháng 1 chúng ta không xài hết sản phẩm đó thì tất nhiên là vẫn nó trong kho, thì nó nằm trong kho thì nó phát sinh ra một cái chi phí. Do đó chúng ta thấy là ở cái cột này, chi phí lưu trữ thì nó chỉ có một cột thôi là 0.1, có nghĩa rằng là chi phí này là chi phí mà người mua, người ta bỏ hàng hóa đó trong kho và nó phát sinh ra, được chưa?
À, rồi PC rồi OC là chi phí đặt hàng cho một đơn hàng từ nhà cung cấp gì, có nghĩa rằng là gì, hai tôi nói lúc nãy là gì, mỗi nhà cung cấp này họ sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái các em vẫn thấy cái màn hình của tôi chứ hả, Có thấy không, thấy đúng không? Tôi sợ các em thấy rồi. Mỗi nhà cung cấp này họ sẽ có một cái chi phí mua hàng và một chi phí đặt hàng. Đây, tôi lấy ví dụ như là để mà đặt hàng nhà cung cấp số 1 sản phẩm A tháng 1 thì họ sẽ thu cái chi phí đặt hàng là 200 đô, đúng không ạ? À? Tôi lấy ví dụ như thế này và đều. Ở đây tôi cho giá trị đều để cho nó đỡ phức tạp hóa, tại vì không đều thì nó phức tạp lắm. Nó cần có nhiều ràng buộc khác nhau nữa. Do đó vấn đề để giờ đơn giản hóa thì các em sẽ thấy là chi phí đặt hàng của nhà cung cấp số 2 này. Chúng ta thấy không? 250 250 250. Chi phí đặt hàng của nhà cung cấp số 3 này 270 270 270, đúng không ạ? Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta dựa trên cái này để chúng ta xác định được rằng là tháng 1 tất nhiên cũng tương tự như ở cái mô hình đặt hàng động là tháng 1, đúng không? Dựa vào cái nhu cầu là chúng ta có nên đặt hàng hay không. Rồi nếu mà chúng ta có đặt hàng thì đặt hàng ông nào? Nhà cung cấp số 1, số 2 hay số 3? Thì để mà có thể xác định được cái điều đó thì chúng ta cũng tương tự như vậy. Đã nói rồi, cái mô hình này thì nó là mở rộng của mô hình đặt hàng động, nó chỉ có khác biệt là chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Ngoài cái vấn đề là đặt hàng rồi, chẳng hạn như là chúng ta sẽ lựa chọn, chẳng hạn như là khi mà chúng ta chạy ra này, ở tháng 1 chúng ta sẽ phải đặt hàng, đúng không ạ? Và đặt hàng ông nào? Đây, đặt hàng nhà cung cấp số 1. Số lượng đặt hàng nhà cung cấp số 1 bao nhiêu? 230. Các em lưu ý như thế này, khi mà chúng ta chạy ra, tôi lấy một ví dụ như thế này, ở cái vấn đề đặt hàng thì chúng ta có đặt hàng và nó thể hiện số 1, có nghĩa là gì, chúng ta sẽ đặt hàng ở nhà cung cấp số 1. Nó thể hiện số 0, số 0, điều đó có nghĩa là gì, ở tháng 1 này nhà cung cấp số 2 và số 3 chúng ta không đặt hàng. Nhưng chúng ta phải kiểm tra lại là gì, ông này số 1 mà khi mà cái số lượng đặt hàng nó lại xuất hiện là ở nhà cung cấp số 2, điều đó có nghĩa là gì, sai, đúng không? Vì một lý do nào đó nó sai. Còn vấn đề là khi mà tôi đã đặt hàng ở ông số 1 thì cái số lượng đặt hàng là phải gì, nó phải xuất hiện ở nhà cung cấp số 1. Đây, nó có hai cái khái niệm, đúng không ạ? Chúng ta thấy này, nó có hai khái niệm, đúng không? Tương tự như vậy, ở tháng 2 tôi có đặt hàng không? Có. Ở đâu? Ở nhà cung cấp số 3, đúng không? Thì cái số lượng đặt hàng nó phải xuất hiện ở nhà cung cấp số 3. Đây. Đó, chứ không phải là chúng ta chạy ra chúng ta ôm mừng quá chạy ra được rồi, số lượng được rồi, nhưng kiểm tra lại, khi mà tôi kiểm tra đó thì đảm bảo rằng là gì, tôi cảm thấy ủa tại sao vậy, thì tất nhiên rồi, chúng ta không thể nào giải thích cho tôi được nữa, đúng không ạ? Là do vấn đề là trong quá trình mà chúng ta làm chúng ta bị sai chỗ nào đó thì nó sẽ ra một cái số liệu khác, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thì tương tự như vậy, các cái biến, thực ra ở đây các cái biến nó cũng tương tự thôi, chẳng hạn như là gồm có ba biến này. Biến IT là tồn kho cuối kỳ của thời gian T. Tất nhiên rồi, tồn kho cuối kỳ này nó chỉ có một cái thôi. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm liên quan đến vấn đề là gì, lựa chọn nhà cung cấp nào mà thôi. Còn tồn kho cuối kỳ nó nằm ở kho của chúng ta rồi, có nghĩa là chúng ta mua sản phẩm A rồi, nó phải nằm ở trong kho của chúng ta, không thể nào nằm ở trong kho của các nhà cung cấp mà chúng ta quan tâm nữa, đúng không? Do đó vấn đề là ở khi mà thiết kế liên quan đến biến biến với này, chúng ta thấy đấy là nó để chữ là gì, IT, đúng không? Tôi thiết kế là gì, để chữ IT, có nghĩa là tồn kho cuối kỳ của thời gian T, ở trong cái kho của chúng ta đã mua hàng rồi. Rồi ở đây nó có cái cũng tương tự như cái mô hình kia là XGT, là lượng đặt hàng mỗi lần từ nhà cung cấp G trong thời gian T. Ở đây nó xuất hiện G, G ở đây chúng ta có là gì, G bằng 1 2 3, có nghĩa là chúng ta có nhiều ba nhà cung cấp thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, XGT là lượng đặt hàng mỗi lần từ nhà cung cấp G, từ nhà cung cấp G là nhà cung cấp số 1, số 2 hoặc số 3. Đây, số 1, số 2, số 3. Thì nó sẽ vậy. Và có một cái đặc điểm như thế này, mỗi lần đặt hàng, cái mô hình này nó khá đơn giản thôi, còn những cái mô hình phức tạp khác nó sẽ có một cái trường hợp nữa là tháng 1 tôi đặt hai nhà cung cấp lận. Chẳng hạn như là ở đây thì để đơn giản hóa thì các em thấy rằng là từ tháng 1 cho đến tháng 12 thứ mỗi lần đặt hàng thì tôi chỉ chỉnh cho các em là gì, một nhà cung cấp mà thôi. Đây, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là nhà cung cấp số 1, đúng không? Thằng này cung cấp rồi thì những thằng khác không cung cấp nữa. Nhà cũng chẳng hạn ở đây cũng vậy, nhà cung cấp số 3 cung cấp rồi thì cung cấp 1, 2 không cung cấp nữa. Tuy nhiên trong thực tế nó sẽ có trường hợp là gì, tôi đặt hàng hai ông một, được không? Được. Nhưng mà vấn đề là khi như vậy vậy thì cái vấn đề cái mô hình của chúng ta sẽ rất là phức tạp. Mô hình này nó sẽ rất là phức tạp, đặc biệt là cái ràng buộc để mà có thể ra được cái giả thuyết đó.
để có thể mà phức tạp lên thì chúng ta cần phải có những cái ràng buộc. Ở đây thì tôi không có đưa vào. Cũng muốn nói lại một lần nữa, thì bạn nào muốn nghiên cứu thì tôi sẽ cung cấp cho các em khác cái tài liệu để chúng ta coi và chúng ta có thể phân tích. Còn ở đây các em lưu ý nghe, điều đó có nghĩa rằng là gì? Nếu mà chúng ta áp dụng cái mô hình đơn giản này mà trong quá trình chạy chúng ta thấy rằng là gì, xuất hiện tháng 1 nhà cung cấp số 1 cũng đặt hàng, nhà cung cấp số 2 cũng đặt hàng, nhà cung cấp số 3 cũng đặt hàng, thì đảm bảo là sai đấy, đúng không ạ? Và số lượng thì nhiều lúc là đảm bảo là sai, tại vì vấn đề là đối với những cái ràng buộc mà tôi đã gán ở đây rồi thì đảm bảo nó sẽ không xuất hiện ra cái trường hợp đó đâu. Do đó các em cũng 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 lưu ý khi mà chúng ta chạy, đặc biệt là vấn đề là khi mà chúng ta chạy thì chúng ta cũng cần, tại vì vấn đề là cái bài số 2 sẽ liên quan tới cái bài lựa chọn nhà cung cấp, bài số 1 thì liên quan đến vấn đề là mô hình đặt hàng động. Do đó vấn đề là đảm bảo nếu mà chúng ta làm được cái bài 1 rồi, thành công rồi, thì bài số 2 này cũng tương tự, tại vì vấn đề là số liệu tôi để rất là giống nhau, không có gì khác nhau. Do đó vấn đề là chúng ta chạy để đó là lý do tại sao mà các em lưu ý như thế này nè. Tôi đang cố gắng thiết kế sao cho cái bài thực hành 4 tôi cũng dựa trên các cái số liệu này, nhớ nha, tôi cũng dựa trên các số liệu này để mà chúng ta có một cái sự thống nhất trong vấn đề là chúng ta thực hành á, chúng ta luyện tập ở nhà á, thì điều đó có nghĩa là thi cũng tương tự như vậy. Khi thi thì để cho đơn giản hóa thì cái số liệu từ bài 1 đến bài 3, tại vì chúng ta đang học về một cái môn gọi là quản trị chuỗi cung ứng, nó phải có một sự kết hợp tích hợp. Do đó vấn đề là số liệu từ bài 1 đến bài 3 tôi sẽ thiết kế, tôi sẽ cố gắng thiết kế sao cho nó không có sự khác biệt. Có nghĩa là gì, bài 1 như thế này, số liệu như thế này, bài 2 cũng số liệu như thế này, nó chỉ khác nhau một tí thôi. Tất nhiên là không phải vào số liệu này, số liệu tôi sẽ chỉnh lại một tí và tôi sẽ cố gắng chạy trước để đảm bảo rằng là gì, nó ok, chứ không phải là tôi đưa ra một cái số liệu tào lao để cho chúng ta chạy không ra, cũng không đúng đâu. Và cái bài thứ tư, thực ra bài thứ tư hơi phức tạp một tí và tôi cũng đang đơn giản hóa đi. Đơn giản hóa đi, tại vì vấn đề là khi mà tôi đợt trước tôi có thiết kế lại thì tôi có báo với lớp rằng là tôi mất 1 đến 2 tuần. Và vấn đề là tại cái thời điểm đó khi mà tôi thiết kế thì nó có quá phức tạp. Nó quá phức tạp, nó có nghĩa là nó vượt quá sức với các em. Nếu mà chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn thì nó rất là phức tạp. Do đó thì ở cái bài, kể cả cái mô hình thực hành 1 và thực hành 2 này, tôi đã đơn giản hóa. Lúc đầu thì tôi không có để một sản phẩm đâu. Lúc đầu thì tôi sẽ là để rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà khi tôi phân tích ra thì nó quá phức tạp, cũng không cần thiết trong vấn đề là tiếp cận cái môn học này. Có nghĩa là sau này chúng ta có thể từ cái mô hình này chúng ta có thể phức tạp lên thôi, chẳng hạn như là thay vì thêm một cái chỉ số y nữa, có nghĩa là gì, số sản phẩm, thì nó khá là phức tạp lên. Do đó thì vấn đề là tôi cũng đơn giản hóa để các em dễ hiểu thôi. Rồi, rồi. Về cái EGT cũng tương tự như vậy, là biến giả bằng 1 nếu mà số lượng sản phẩm được đặt hàng từ nhà cung cấp G trong thời gian T khác thì bằng 0. Khác thì bằng 0. Thì cái hàm mục tiêu, các em thấy không, người ta vẫn áp dụng trên cái mô hình của Wiener và Wintin, nên nó chẳng có sự khác biệt gì. Nó chỉ có như thế này. Rồi, cái ràng buộc chúng ta thấy không, ở cái mô hình cơ bản thì nó không có giới hạn về cái gì cả. Cũng tương tự như cái bài thực hành 2 thì tôi cũng có là liên quan đến vấn đề là liên quan đến vấn đề là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, rồi vấn đề là liên quan đến vấn đề là giới hạn về dung tích chứa hàng hóa của kho hàng và kích cỡ lô đặt hàng. Và cái bài thứ ba là cái bài phức tạp nhất, cái trường hợp cuối cùng, và nó thực tế nhất nên nó sẽ phức tạp nhất, có nghĩa là tôi sẽ kết hợp rất là nhiều thứ vào đây. Các em sẽ thấy là nó có là gì, giới hạn về ngân sách mua hàng và dung tích chứa hàng và kích cỡ lô đặt hàng. Bài này với bài kia mỗi bài 3 điểm. Và có một cái đặc điểm là chúng ta đã làm được bài 1 rồi thì đảm bảo bài này chúng ta không thể sai. Dẫn đến là chúng ta sẽ ghi có 6 điểm. Cái bài phân phối, bài số 3, nó khác với bài này một tí. Nó khác hoàn toàn, nhưng không phải là khác một tí đâu. Nó khá là phức tạp hơn một tí. Thì cái bài đó là 4 điểm. Thì để đảm bảo rằng là điểm quá trình thì tôi không nói rồi. Điểm quá trình thì đảm bảo rằng nếu mà chúng ta làm đầy đủ một bài đầy đủ cho tôi, tất nhiên tôi phải kiểm tra lại có thể tính đúng sai nữa. Tại vì vấn đề là đa số chúng ta đều làm đúng.
điều đó có nghĩa rằng là điểm chúng ta sẽ tối đa thôi. Nếu mà chúng ta làm đúng hết tất cả những cái bài thực hành, tại vì chúng ta chỉ có một bài, hình như trong lý thuyết thì đợt trước tôi có giao cho các em một bài nào đó đúng không ạ? Còn lại thì tại vì vấn đề là tôi có yêu cầu làm tiểu luận, nhưng mà thực ra cái tiểu luận đó mục đích là để trình bày. Tuy nhiên thì hiện nay online thì thôi, thì chúng ta tôi cũng không muốn làm phức tạp hóa lên vấn đề là vừa làm tiểu luận và vừa trình bày online rồi nó rất là phức tạp. Thôi các em có nghĩa là chúng ta có thể tham khảo, chúng ta có thể đọc thêm các bài tiểu luận để mà chúng ta biết thêm thôi. Thực ra thì tôi có một cái cuốn sách về các cái tình huống, thì cũng cố gắng là nếu mà đúng theo cái chương trình học ở trên lớp thì tôi cũng đưa vào các cái tình huống để cho chúng ta thử phân tích thôi. Tuy nhiên thì vấn đề là do cái tình huống chúng ta không thể thực hiện được điều đó, thì vấn đề là thôi thì để đơn giản hóa thôi, thì tôi tập trung vào vấn đề thực hành. Tại vì thực hành thì nó mang tính chất là thực tế hơn, chứ trong trong vấn đề là khi mà chúng ta đi làm thì ở cái tầm gọi là chiến chiến lược của công ty thì liên quan đến vấn đề là phân tích thì nó rất là khó. Tuy nhiên cái phần mà mang cái tầm vĩ mô như thế này thì chúng ta có thể chi tiết hóa bằng cách là phân tích dựa trên các cái phần mềm và một cái mô hình mà rất là đơn giản và phổ biến là Solver trong Excel, để chúng ta có thể thiết lập cho các cái công ty của chúng ta, hoặc là các cái sau này các bạn nào cũng khởi nghiệp chẳng hạn, liên quan đến vấn đề là đặt hàng đúng không? Chúng ta mua bán sản phẩm thì tất nhiên chúng ta phải đặt hàng, chúng ta phải quyết định. Chẳng hạn như là thực ra thì trong thực tế thì chúng ta có thêm một cái khái niệm, đó là liên quan đến vấn đề là dự báo và nhu cầu, nhưng mà ở đây tôi không đưa ra. Tuy nhiên bạn nào thích thì tôi cũng sẽ gửi, tôi cũng đã thực hiện hết trên cái file Excel nhỏ này rồi, và bạn nào cần thì mình sẽ gửi cho các bạn để tham khảo. Chẳng hạn như là chúng ta có thể là sử dụng cái phần mềm Excel này, nó khá là linh hoạt trong vấn đề là dự báo các nhu cầu dựa trên các dữ liệu về định lượng. Chẳng hạn như là cái phương pháp time series là một trong những cái phương pháp mà hiện nay thì người ta cũng đang sử dụng, mặc dù các cái tập đoàn lớn người ta cũng sử dụng cái phương pháp dữ liệu là time series, có nghĩa là dữ liệu chuỗi thời gian để phân tích, nhưng có một cái đặc điểm là người ta sử dụng những cái phần mềm chuyên dụng thì nó sẽ cụ thể hơn. So với tuy nhiên thì vấn đề là ở chỗ là chúng ta nhỏ và vừa thì chúng ta có thể áp dụng cái phần mềm Excel này, chúng ta quản lý rất là hiệu quả. Rồi ở cái tương tự tôi phân tích ở cái bài này và chúng ta như thế này. Cái bước cơ bản, cái bài cơ bản này mình sẽ phân tích cho các em. Sau đó tôi hỏi cái sáng thứ hai các em có phải học cái gì không? Các em có bận gì không? Sáng thứ hai chúng ta có bận gì không? Nguyên. Dạ không ạ. Mình sẽ hướng dẫn cho các em cái mô hình cơ bản này trước. Từ đây, thứ bảy chủ nhật các em về các em coi lại các mô hình kia. Sáng thứ hai mình sẽ cho các em làm một cái bài kiểm tra, coi thử chúng ta có làm được không. Dựa trên các cái tất nhiên rồi, tôi sẽ ra một cái bài chúng ta làm nhanh. Chẳng hạn như là cái bài đó sẽ lúc 7 giờ, chúng ta làm cho tôi đến 8 giờ. Tất nhiên cái bài đó sẽ mang cái bài thực hành số 3 này và mang cái trường hợp cuối cùng đó. Coi thử các em có thể làm thử trong khoảng thời gian là 1 tiếng. Thực ra thì nếu mà các em đã coi rồi thì nhanh thì chúng ta chỉ làm mất khoảng 15 phút, mà chậm thì chúng ta mất khoảng nửa tiếng thôi. Tuy nhiên thì chúng ta tôi để 1 tiếng ra thử chúng ta có thể làm được không. Rồi lúc 8 giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ học cái mô hình thứ ba, mô hình cuối cùng, đó là liên quan, tại vì vấn đề như thế này, đáng lẽ tôi hướng dẫn cho các em liên quan đến vấn đề phân phối, nhưng thực ra phân phối thì tôi kết hợp luôn ở trong cái bài là thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, hay còn gọi là thiết kế mạng lưới phân phối, thì tôi sẽ kết hợp vào đó luôn. Tại vì vấn đề là phân phối thì các em học cái bài bài toán vận tải thì nó cũng khá đơn giản thôi, thì tôi sẽ kết hợp vào trong đó luôn. Thì sáng thứ ba, sáng thứ hai tôi sẽ làm luôn phần đó, các em lưu ý nha. Rồi chúng ta quay lại ở cái bài, mình sẽ hướng dẫn cho các em hai cái bài liên quan tới vấn đề là cơ bản. Thì ở cơ bản thì nó có một cái đặc điểm là gì, nó không bị giới hạn về cái gì cả, do đó vấn đề chúng ta thấy không, nó chỉ có một khái niệm là gì, không đảm bảo là gì, không có sự thiếu hụt hàng hóa trong sản phẩm kỳ. Thì ở đây chúng ta thấy không, mục tiêu cũng tương tự như vậy, nhưng cái ràng buộc nó khác nhau không, ràng buộc khác nhau, cái ràng buộc cũng không có gì giống nhau. Ở đây nè, tồn kho cuối kỳ, nó có một cái sự phức tạp hơn một tí.
Thì cũng tương tự như là ở trong cái bài có một nhà cung cấp cung ứng ở trong mô hình động đó, thì chúng ta sẽ có là IT sẽ bằng IT trừ 1 cộng cho XT đúng không? Trừ cho DT. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy này này, x ở đây nó có rất là nhiều x, bao gồm có là gì? XJT đúng không? XJT là gì? Là lượng đặt hàng mỗi nhà cung cấp J đúng không? Mỗi cái gì lượng đặt hàng mỗi lần từ nhà cung cấp J trong thời gian T. Tôi lấy ví dụ như thế này. Ở đây chúng ta có này, cũng tương tự chúng ta có biến này, tồn kho đúng không? Đặt hàng thì chúng ta có này, ở đây có Y. Đây đúng không ạ? Đặt hàng là Y. Đâu tôi lấy ví dụ Y. YJT có nghĩa là gì? À chúng ta sẽ có ba nhà cung cấp đây. T là tháng đúng không? Tháng 1 này, có ba nhà cung cấp, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có gì? Y11, Y12. Đúng không? Y1 á đâu? À Y tôi lấy G, G là một đi không? Y à, Y lớn 11 đúng không? Có nghĩa là gì? À cái có đặt hàng ở nhà cung cấp số 1 trong thời gian 1 hay không? Đúng không? Rồi ở đây là Y21. Rồi ở đây là gì? Y31 đúng không ạ? Do đó vấn đề các em lưu ý, chúng ta có 4 bước đúng không ạ? Chúng ta có 4 bước. Bước đầu tiên là gì? Chúng ta phải phải xác định cho tôi các cái biến quyết định đúng không? Biến quyết định chúng ta cần xác định cho tôi là gì? X ở đây chúng ta có mấy x? Rất nhiều x đây. Ở đây chúng ta có ba nhà cung cấp và chúng ta có rất là nhiều x đây nghe. Nó khác với lại là cái mô hình động, nó chỉ có một nhà cung cấp thôi, dẫn đến là chúng ta chỉ có một x thôi. Ở đây chúng ta gọi cho tôi bao nhiêu x đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 12 nhân cho 3 là 36 biến x. Nếu mà chúng ta xác định mà không đúng, bây giờ tôi cho 5 nhà cung cấp thì điều đó có nghĩa là gì? Nó phải tới 60x. Đây, 60x lận nghe. Chứ không phải là chúng ta cứ vô hình chung là giờ chúng ta y chang như cái mô hình động mà chúng ta chỉ gọi cho tôi 3x là gì? Biến nó bị thiếu đúng không? Chẳng hạn 1 2 3 chúng ta chỉ gọi 12 biến thôi, nó thiếu rồi. Còn ở đây chúng ta thấy không? Có bao nhiêu nhà cung cấp? Đây. Gọi XJ đấy nè. Gọi XJT là lượng đặt hàng mỗi lần từ nhà cung cấp J trong thời gian T. Tôi ví dụ như thế này. Lúc này chúng ta sẽ sao? Gọi X nè. Nhà cung cấp J là 1 đúng không? X1 thời gian 1 là X11 đúng không? Rồi X21, X31, X12, X22, X32, X13 đúng không? X23, X33. À, chúng ta phải gọi hết cho tôi. Để tôi sẽ đếm đấy nha. Nếu mà chúng ta thiếu coi như là cái phần đó chúng ta sai. À, đó lý do tại sao mà thực ra để một cách đơn giản cho các em có thể làm được các cái bước trên. Thì bước trên nó liên quan đến vấn đề viết. Thì chúng ta triển khai cho tôi cái bước 4 này trước. À, nó có một cái đặc điểm là chúng ta phải mở thật lên, tại vì chúng ta làm Excel mà chúng ta tôi thật ra thì các em cứ theo cái mô cái mẫu mà tôi thiết kế ra này, các em thiết kế ra chúng ta sẽ coi này. Đây chúng ta quét cái này chúng ta thấy rằng nó có bao nhiêu biến. Bây giờ lỡ may tôi lấy chẳng hạn như tôi có thêm nhà cung cấp số 4 đi đúng không ạ? Nhà cung cấp số 4 này thì điều đó có nghĩa là tôi có nghĩa rằng là chúng ta cũng phải biết được là bao nhiêu biến. Đây quét vô, điều đó nghĩa là gì? Chúng ta thấy không, nó có 36 biến, dẫn đến chúng ta cứ gọi và chúng ta lấy là gì, nhà cung cấp số J trước và cái gì, cái tháng cung cấp sau, chẳng hạn như là tương tự như vậy, đặt hàng cũng vậy đúng không ạ? Y Y thì là gì? YJT cũng tương tự như X, cũng là Y. Y thì có bao nhiêu Y? Cũng tương tự. Thật ra các em lưu ý như thế này nè, có bao nhiêu X thì phải có bấy nhiêu Y. Không thể nào chúng ta có 36X mà chúng ta chỉ có 12Y là cũng không đúng, đúng không ạ? Tại vì hai cái thằng này nó phải tương ứng nhau. Chúng ta thấy không? Đây, Y. Thì ở đây chúng ta cũng gọi là Y, đúng không? Nhà cung cấp số 1, J trước mà, J. Y11, đúng không? Y21, Y31 là gì? Là cái biến giả đúng không? Bằng 0 hoặc 1 của nhà cung cấp số 1, số 2, số 3 trong thời gian gì? Tháng 1. Cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tất nhiên rồi, để và đơn giản hóa các em gọi một lúc 10 36 biến này luôn. Chẳng hạn như là gọi từ Y11 cho đến gì? Y312. À, đó lý do tại sao mà tôi không dám đưa cái sản phẩm nhiều vào, tại vì khi sản phẩm nhiều vào chúng ta sẽ có rất là nhiều có mô hình mà tôi cần phải xác định tới 100 cái x lượt. Nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì, độ phức tạp nó nằm ở đó cơ, chứ không phải là vấn đề gì. Còn lại cái hàm, thực ra thì cái hàm nó đều giống nhau cả, nó chẳng có gì khác nhau. Quan trọng là cái biến thì nó làm cho mình phức tạp hóa lên. Do đó thì vấn đề các em cần lưu ý. Sau khi mà chúng ta gọi xong, bắt đầu là chúng ta bắt đầu đi bước thứ gì,
Sau khi mà chúng ta gọi các biến xong rồi này thì chúng ta xác định hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu đây các em lưu ý nghe, hàm mục tiêu bao gồm có chi phí mua hàng đúng không ạ? Thì nôm na ở đây chúng ta có này, chi phí mua hàng bằng cái gì, số lượng đặt hàng đúng không? Cái này gọi là chi phí mua hàng bằng số lượng đúng không, số lượng đặt hàng từ các nhà cung cấp nhân cho gì, chi phí mua hàng mỗi sản phẩm mà nhà cung cấp có đúng không. Hiện nay chúng ta có là chi phí mua hàng bao nhiêu, ba nhà cung cấp đây, tất cả đây là chi phí mua hàng này. Thì người ta có một cái khái niệm đây, cái công thức đúng không ạ, đây PGT nhân XGT đúng không ạ, tổng của PGT nhân XGT, PGT đúng không, PGT đâu đây, đây là P nè đúng không ạ, PGT chúng ta quét hết cái này, còn XGT ở đây là bao nhiêu, chúng ta quét cái này. Các em lưu ý, thực ra chúng ta có thể xác định được nhà cung ứng bằng cách là gì, chúng ta coi bao nhiêu nhà cung ứng là chúng ta biết bấy nhiêu T này đúng không, tại vì cứ ứng với một ông là nó sẽ mua đúng không, còn nó mua ông nào thì tính không, chúng ta cứ phải biết được. Đây ở đây chúng ta thấy không, tương tự đây chúng ta thấy không, tôi quét này, sum của C5N7, C5N7 là PGT đúng không, C5 này quét hết N7 nhân cho cái số lượng đặt hàng là gì, C19 đúng không ạ, N21 xong enter được chưa. Tương tự như vậy chi phí đặt hàng nhấp vào đây, đó là do tại sao tôi để hết đây cho các em coi rồi, chi phí đặt hàng của bao nhiêu, 36 này, chi phí đặt hàng bằng cái gì, bằng cái chi phí đặt hàng nhân cho cái gì, cái vấn đề có đặt hàng hay không đúng không ạ, điều đó có nghĩa là chúng ta cũng quét 36 này thấy chưa, enter vào. Chi phí lưu trữ, lưu trữ này có một cái đặc điểm đúng không, lưu trữ là tại kho của người mua rồi, liên quan gì đến nhà cung ứng, nó có nghĩa là chúng ta mua hàng về rồi đúng không, thì chỉ có một cái kho, dẫn đến chúng ta thấy không, tôi quét này, chi phí lưu trữ nhân cho cái gì, tồn kho cuối kỳ đây, chi phí lưu trữ nhân cho tồn kho cuối kỳ. Có một số trường hợp khi mà mình làm nó phức tạp hơn, cái ông này có tới ba cái kho, điều đó có nghĩa là gì, chi phí lưu trữ là lúc này tôi sẽ đi warehouse một, warehouse hai, có nghĩa là gì, nhà kho một, nhà kho hai, nhà kho ba, đó lý do tại sao mà tôi đơn giản hóa đi cho các em là gì, ông này chỉ có một cái kho mà thôi, chứ trong thực tế là các em sẽ thấy người ta rất là nhiều kho, chứ không phải là đúng không ạ, đặc biệt là các cái nhà phân phối, các cái trung tâm lớn người ta có thì tới 5 7 kho, Amazon hiện nay người ta có tới gần cả chục cái kho đúng không, điều đó người ta mỗi kho thì phải, tất nhiên rồi bỏ hàng trong kho thì phải có chi phí lưu trữ đúng không ạ, dẫn đến là gì, có rất nhiều kho. Ở đây thì các em thấy mình rất là đơn giản là sản phẩm A và vấn đề là gì, chi phí thì chỉ có một, nhớ nha, tại vì vấn đề nó chỉ có một nhà kho mà thôi. Đây rồi, đây đó chi phí nữa, thông thường chúng ta sẽ xâm lại cổng này, ok được chưa. Rồi cái thứ hai chúng ta cần phải xác định cho tôi đúng không ạ, các cái ràng buộc tồn kho cuối kỳ, đây nó có một cái khái niệm, chúng ta nhấp vào cái cột cân bằng đi đúng không, tất nhiên rồi, cân bằng cung cầu trong kỳ nó sẽ bằng tồn kho cuối kỳ đúng không ạ, tồn kho cuối kỳ nó có một cái đặc điểm bằng cái gì, bằng là tồn kho đầu kỳ đây C3 của tôi cộng cho đúng không, mà số lượng hàng hóa mà chúng ta nhận vào trong kỳ đúng không. Ở đây chúng ta thấy này, số lượng hàng hóa mà chúng ta nhận vào trong kỳ nó có ba ông lận, tại vì vấn đề là nhà cung cấp số 1, nhà cung cấp số 2, nhà cung cấp số 3, điều đó có nghĩa là gì, chúng ta phải cộng hết ba ông vào. Tất nhiên là khi mà chúng ta chạy ra thì chúng ta thấy là gì, nó chỉ có một nhà cung cấp mà thôi đúng không, cộng không, cộng không thì cũng bằng không đúng không. Nhưng khi mà chúng ta triển khai trên mô hình chúng ta thấy không, đây nè, tồn kho đầu kỳ cộng cho gì, C19 đúng không ạ, là số lượng của nhà cung cấp số 1 cung cấp trong tháng 1 đúng không, cộng cho gì, số lượng của nhà cung cấp tháng 2 số 2 cung cấp trong tháng 1 đúng không, cộng cho gì, số lượng của nhà cung cấp số 3 cùng cung cấp cho tháng 1, đó lý do tại sao mà chúng ta có gì C3 này cộng cho. Còn lại chẳng hạn như là khi mà chúng ta làm cái mô hình động á, tại vì vấn đề là nhìn một nhà cung cấp một sản phẩm cho một ông, dẫn đến là gì, chúng ta chỉ cộng một ông thôi, còn ở đây là gì, chúng ta cộng hết vào, cộng hết vào. Nhưng khi mà chúng ta chạy ra mô hình á thì chúng ta thấy rằng là gì, nó chỉ có một ông được chọn thôi đúng không, còn lại những ông không được chọn thì nó bằng không rồi, đó lý do tại sao mà các em cần lưu ý nó có sự khác biệt. Được chưa, enter đúng không ạ, enter. Từ đây chúng ta quét này, chúng ta cứ quét tương tự đúng không ạ, tương tự nó sẽ bằng cái gì, cũng tương tự D3 cộng cho D19 cộng cho D20 cộng cho D21 đúng không ạ, tại vì vấn đề là chúng ta cũng tương tự này, chúng ta thấy không, là bằng là gì, tồn kho đầu kỳ cộng cho số lượng đặt hàng trừ cho gì, nhu cầu trong kỳ, nhu cầu thì nó chỉ có một cột này thôi đúng không ạ, D4 này tương tự chúng ta thấy không. Rồi nè, chúng ta cứ kiểm tra đi, chúng ta sẽ thấy nó phải như vậy đúng không ạ, chứ
Chứ còn mà nếu mà chúng ta chỉ cộng một là thiếu, đúng không ạ? À, rồi cái vấn đề là thứ hai chúng ta cần phải xác định cái ràng buộc thứ hai là không có sự thiếu hụt trong về sản phẩm trong kỳ, thì cũng y chang như cái mô hình kia đúng không ạ? Không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ, điều đó có nghĩa là gì? XGT phải nhỏ hơn hoặc bằng là DT nhân cho YGT. Thì ở đây là tôi chuyển nó qua luôn đúng không ạ? Là chẳng hạn như là chúng ta thấy là DT này nhân cho YGT này trừ cho XGT này sẽ phải lớn hơn bằng không, thì y chang như cái y chang như cái mô hình lúc nãy bên kia thôi đúng không ạ? À? Đây có một cái khái niệm đây, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi về vấn đề thiếu hàng đúng không? Thì chúng ta cần phải xác định từng nhà cung cấp một như thế này, thì nó có một cái đặc điểm như thế này. Đây lý do tại sao mà bây giờ chúng tôi mới gán vào này, vì vấn đề là cái này đúng không ạ? À? Theo công thức thì nó bằng là DT nhân cho YGT trừ cho XGT. DT thì chúng ta chỉ có một hàng này thôi. Đây, nhu cầu đó, đúng không? Nhu cầu tháng 1 này, nhu cầu tháng 2 này, nhu cầu tháng 3 cho đến nhu cầu tháng thứ 12 thì chỉ có một hàng. Nhưng cái gì? YGT nó có tới mấy hàng? Nó có tới 3 hàng. Đây, YGT đây, đúng không? Và XGT đây. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Ở đây này, thực ra nếu mà các em không gán này thì các em làm thủ công từng hàng một, nhưng mà thực ra thì đừng làm từng hàng một, tại vì cái thuật toán này nó có một cái đặc điểm là đợt trước tôi cố gắng thử làm từng hàng một coi nó không có ra. À, nó có một cái đặc điểm như vậy, nên vấn đề là chúng ta phải gì đồng bộ hết. À, nó có một cái đặc điểm khi mà chạy 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 phần mềm nó phải đồng bộ nữa. Do đó vấn đề các em thấy này, để mà có thể sử dụng một cái cột này, nếu mà tôi không để, tôi lấy ví dụ như nếu mà tôi không gán số 4 đi đây đúng không ạ? Tôi enter ra đây, bắt đầu tôi quét này, tôi quét một cột thì giống nhau đấy, tôi quét một cột nè thì nó sẽ chạy theo cột mà. À, nó sẽ chạy theo hàng mà. Điều đó có nghĩa là chẳng hạn như nhà cung cấp số 1 chúng ta thấy không, D4 đúng không, cái D này giống nhau này đúng không ạ? À, nhà cung cấp số 1 này cái E4 đúng không ạ? Nhưng khi mà tôi quét nó xuống đây nó có một cái sự đồng bộ khi mà tôi quét. Đó lý do tại sao mà mình giải thích lúc nãy bạn tới có hỏi đó. À, đây khi mà tôi quét như thế này mà tôi không gán đúng không ạ? Thì lúc này nó chạy xuống cái thằng là gì? C5. Đấy, C5. Mà vấn đề là C5 lúc này là gì? Chi phí rồi. Nó đâu còn nhu cầu mà tôi, vấn đề là tôi cần nhu cầu mà. Đúng không ạ? Dẫn đến là gì? Nó bị chạy, nó chạy hết, nó chạy hết. Đúng không ạ? Nó có nghĩa là gì? Thực ra cái biểu tượng nó là gì? Gán cái cột đó lại. Nếu mà giữ nguyên cái cột đó gán có nghĩa là gì? Chúng ta dẫn chiếu dựa trên cái cột đó thì chúng ta gán hai đầu. Còn vấn đề là chúng ta chỉ gán theo hàng thì chúng ta gán một đầu. Nôm na chúng ta có thể hiểu như vậy. Không gán thì tương tự như vậy, chúng ta thấy không? Lúc này nó nhảy xuống C6 rồi. Đây, C6. Mà C6 là chi phí mua bảo hiểm. Nếu mà chúng ta không không gán, chúng ta quét như vậy là sai rồi, đúng không ạ? Do đó, vấn đề là gì? Chúng ta phải gán nó lại. Gán nó lại để gì? Nó giữ cái cột, nó giữ cái cột nhu cầu giùm mình này, đúng không ạ? Chẳng hạn như là bây giờ này. Đó lý do tại sao mà gán thế này thì nó mới chạy. À, nó có một đặc điểm gán thế này thì nó mới chạy dọc cái này. Nếu mà chúng ta, tôi lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta gán hai đầu, đúng không? Coi như nó chỉ lấy một cái ô C4 này mà thôi. Các em quét này, tôi quét cho coi. Đúng không? Tôi quét hết luôn. Thì tất cả đều là C4 đúng không? Chúng ta nhấp hàng nào có nghĩa là gì? Lúc này nó chỉ chọn có một cục này thôi. Mà trong khi đó là chúng ta cần chọn cả hàng này, thì vấn đề là gì? Chúng ta chỉ cần gán cho mình một cái này, cái sự khác biệt ở trong đó mà thôi. Đó, gán cho tôi cái này, chúng ta quét đi. Ta quét hết. Đúng không? À, chúng ta quét xuống. Ok. Thì lúc này chúng ta thấy này, khi mà nhấp vào đây, chúng ta thấy này, đúng không? E4, F4 nằm ở đâu thì nó cũng chạy dọc. Chẳng hạn như là ở đây thì cái vấn đề là L4 đâu, L4 nó vẫn chạy vào đây, nó không có chạy xuống đúng không ạ? Còn các cái cột này nè thì chúng ta đang cần nó chạy mà. Chẳng hạn như là ở đây thì nó nằm, nó yêu cầu là gì? Phải cột là gì? L17 đúng không ạ? Đây nè, nó phải nó vậy thì chúng ta không cần gán thì nó thế nó chạy. Được chưa? Và sau đó đây, coi như là gì? Hai cái phần này ràng buộc chúng ta đã thiết lập rồi thì bắt đầu chúng ta chạy. Cũng tương tự như vậy thôi. Đây. Chạy thì cũng y chang như cần kia thôi, chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là set objective đây, chúng ta thấy không? À, chúng ta cũng tương tự cài đặt là min đúng không ạ? Và vấn đề là lúc này chúng ta thấy rằng là gì, biến quyết định
Chúng ta các em lưu ý là chúng ta có thể quét hết, hoặc là chúng ta chỉ lấy cái đặt hàng với số lượng thôi, chúng ta không cần quét cũng được. Tại vì cái trên thật ra cái tồn kho cuối kỳ nó được gán bằng với là cân bằng cung cầu trong kỳ rồi, là có nghĩa là gì, trong cái ràng buộc chúng ta đã để rồi thì chúng ta không cần quét nó cũng được. Rồi tương tự như vậy đúng không ạ? Thứ nhất là gì, cân bằng cung cầu trong kỳ phải bằng tồn kho cuối kỳ đây đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là C16 là đây, cái đặt hàng này nó phải là gì, binary đúng không ạ? Rồi C19 cho đến C19 cho đến 21 chẳng hạn, như là số lượng đặt hàng tôi để nó integer, có nghĩa là gì, số nguyên đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta có cái C25 đúng không ạ, là cân bằng cung cầu trong kỳ phải đảm bảo là dư. Rồi cái C26 đúng không ạ, cái thiếu hàng đúng không, chúng ta đã xác định rồi, đảm bảo nó dư. Sau đó chúng ta chạy ra. Khi mà chúng ta chạy ra thì các em thấy là chúng ta phải coi thử là cái solver resource nó để cái gì, chẳng hạn solver found a solution đúng không ạ? Có nghĩa là gì, phần mềm solver này đã tìm thấy một cái giải pháp đúng không, all constraint and optimality condition are satisfied, là coi như là chúng ta ok rồi đó, chúng ta ok bắt đầu chúng ta đi kiểm tra. Các em lưu ý, mặc dù nó có một cái trường hợp khi mà chúng ta chạy ra nó ghi rằng là solver found a solution, nhưng nhìn vào đặc biệt là cái cân bằng cung cầu trong kỳ đó, đợt trước tôi cũng chạy cùng với các em á, nó bị âm. Thực ra là gì, là do mình sai đúng không ạ? Do đó vấn đề là chúng ta cần phải kiểm chứng lại để đảm bảo rằng là gì, không có giá trị âm ở trong vấn đề chạy nhớ nhé. Còn mà vấn đề là chúng ta có giá trị âm thì chúng ta cảm thấy là sai, chúng ta phải làm lại liền cho tôi, chứ đừng có để mà không làm lại. Thực ra thì chúng ta thì online thì nhiều lúc chỗ nào không hiểu thì không thể nào hỏi tôi, rồi thì các bạn tự xử đi. Rồi bắt đầu chúng ta kiểm tra, bắt đầu chúng ta kiểm tra này, đặt hàng ở nhà cung cấp số 1 đúng không, tồn kho đầu kỳ bao giờ cũng bằng không, đặt hàng ở nhà cung cấp số 1 thì chúng ta phải kiểm tra coi thử là gì, số lượng đặt hàng nó phải từ nhà cung cấp số 1, tại vì chúng ta có đặt hàng. Tại vì các em lưu ý là cái phần này này rất hay đúng không, chúng ta căn cứ vào những cái ông này, những cái số liệu mà nhà cung cấp cho chúng ta, đây chi phí mua hàng và chi phí đặt hàng, là chúng ta tự nó tự giải quyết cho chúng ta, đã là một cái phương án tối ưu là lựa chọn nhà đặt hàng nào sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất, thì cái này rất là hay đúng không ạ? Rồi tương tự ở tháng 2 là nó đặt hàng ở nhà cung cấp số 3, và có một cái đặc điểm á, cái mô hình basic là gì, cái nhu cầu bao nhiêu thì nó đặt hàng bấy nhiêu đây đúng không, nhu cầu là 230 nó nhà đặt hàng là 230, quan trọng là nó đặt hàng nhà cung cấp nào thì nó lại dựa vào các cái chi phí đúng không ạ, các cái chi phí mua hàng. Chúng ta thấy tương tự như vậy, tương tự như vậy chúng ta kiểm chứng cho ta thôi, chẳng hạn như là ở đây là nhà cung cấp số 1 thì đảm bảo số lượng nhà cung cấp số 1, ở đây là nhà cung cấp số 3 đảm bảo số lượng nhà cung cấp số 3, ở đây là nhà cung cấp số 1 đúng không, số 3 này thì đảm bảo là số lượng phải đi từ nhà cung cấp số 3. Tương tự như vậy chúng ta thấy không đó. Rồi tới đây hỏi anh cái có ai chưa hiểu phần nào không? Linh thôi thì tôi chỉ có mỗi anh Linh, tôi cũng cầu mong anh Linh được điểm A mong tôi. Linh còn đó không? Dạ, con thầy. Nãy giờ mình nói có hiểu sơ sơ không? Này, hiểu sơ sơ này. Rồi thôi, Linh hiểu sơ sơ cũng như cả lớp hiểu sơ sơ đúng không? Được rồi, nên tôi sợ không hiểu thôi. Rồi tương tự mình giới thiệu cho các em cái trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp 4. Chúng ta thử trong thực ra thì thứ bảy chủ nhật chúng ta tranh thủ chúng ta coi thực hành 2, thực hành 3 đi. Chúng ta thực hành cái hai cái bài mà mình gửi cho các em coi thử ok chưa. Sáng thứ hai tôi sẽ cho các em hai bài dạng như thi thử trong vòng 1 tiếng, hai bài 1 tiếng từ 7 giờ đến 8 giờ, chỉ giới hạn trong từ 7 giờ đến 8 giờ thôi, để chúng ta làm thử thử ok hay không. Nhé. Rồi tôi hướng dẫn coi thử bài 2. Bài 2 thì tương tự, bài 2 thì nó có một cái khái niệm đúng không, khi mà chúng ta coi ở trong cái chúng ta coi ở trong cái trường hợp 2 đúng không, nó cũng có là CT, có nghĩa là kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép trong thời gian T đúng không, nó xuất hiện ra cái CT. Và cũng tương tự các cái biến quyết định hàm mục tiêu,
Nó chỉ có khác biệt một cái là gì? Lượng đặt hàng cho phép. Ở đây chúng ta nó xuất hiện là giới hạn về kích cỡ lô, là lô đặt hàng cho phép, thì có lượng đặt hàng cho phép bằng gì? XGT nhỏ hơn hoặc bằng tổng của CT nhân cho YGT. À rồi, quay qua cái bài này. Thực ra thì số liệu tôi để giống nhau hết, chẳng có gì khác nhau cả, đúng không? Từ đây đến đây nó giống nhau. Ở đây nó thêm một cái gọi là lô đặt hàng cho phép, có nghĩa rằng là gì? Ở tháng 1 sản phẩm A, nhà chẳng hạn những người mua hàng người ta chỉ đặt hàng là gì? 500 mà thôi, đúng không ạ? 500 mà thôi. Tương tự ở tháng 2 cũng 5.000 chứ, 5.000 mà thôi. Thì nó có một cái khái niệm đây. Chúng ta đi xác định cái lượng đặt hàng bằng là gì? CT nhân YGT. Đây, CT nhân YGT. Các em lưu ý rằng là gì? Cân bằng cung cầu nó cũng chẳng gì giống nhau. Bằng gì không? Tồn kho đầu kỳ cộng cho số lượng đặt hàng, chúng ta cộng luôn ba thằng này. Đây, trừ cho cái nhu cầu, đúng không ạ? Nó không có gì khác biệt cả, đúng không? Còn ở vấn đề là đây. Ở đây thì nó có một cái sự khác biệt, thì nó cũng giống như là ở cái basic, có nghĩa là cơ bản, thì chúng ta là gì, xác định sao cho gì đảm bảo không có thiếu hàng trong trong ấy, thì nó lấy cái gì đấy, chúng ta coi không, thì thay vì là lấy là cái cột lượng đặt hàng cho phép, thì nó sẽ lấy cái thằng gì, nhu cầu, đúng không ạ? Nhu cầu đấy, nhu cầu. Thì ở đây chúng ta thấy này, nó có sự khác biệt này. Ở đây thì nó có lượng đặt hàng cho phép nên chúng ta không có chúng ta bỏ cái nhu cầu ra đi, tại vì có một cái khái niệm mà nếu mà chúng ta để cả hai nó chạy nó rất là phức tạp. Tôi cũng hiểu tại sao mà khi mà tôi đọc các ông nó, ông kêu rằng là nên loại bỏ ra. Và thực ra từ trong các mô hình của ông thì khi mà có giới hạn rồi, đặc biệt là giới hạn về lượng đặt hàng cho phép, thì không cần phải xác định cái đảm bảo là không thiếu hụt hàng hóa trong kỳ nữa. Thì chúng ta thấy này, ở đây cũng tương tự. Là bằng là lô đặt hàng cho phép nhân cho, đúng không, nhân cho cái gì, YGT, đúng không ạ? Trừ cho cái thằng này. Ở đây tôi làm luôn, đúng không? Và cố định, tại vì vấn đề là chúng ta chỉ có một hàng lô đặt hàng, tôi cố định cái này lại tương tự, đúng không? Enter, chúng ta sẽ xác định. Đây, chúng ta cứ quét ra, chúng ta cứ quét ra, được chưa? Rồi sau đó chúng ta chạy, nó cũng chẳng khác gì, đúng không? Các cái biến các em thấy rằng là tôi để cũng chẳng khác gì. Chạy ra. Rồi. Khi mà tôi chạy ra, các em thấy là solver found là chúng ta thấy rồi. Thì nó có sự khác biệt đây. Các em thấy có sự khác biệt không? Chẳng hạn như là khi mà có giới hạn, chưa có giới hạn thì chúng ta thấy rằng là gì? Đa số nhu cầu bao nhiêu nó đặt hàng bấy nhiêu. Nhưng mà khi mà có giới hạn chúng ta thấy không? Đây. Nó vẫn đặt hàng ở ông số 1, đúng không ạ? Ông số 1, rồi chúng ta thấy xuất hiện số 1. Còn vấn đề ở tháng thứ 2, nó đặt hàng ông số 3, số 3 cũng tương tự như ông này. Nhưng mà vấn đề là chúng ta thấy cái lượng hàng nó đặt hàng khác nhau rồi này. Cái lượng hàng bắt đầu thấy khác nhau này, đúng không? Còn ở tháng thứ 3 thì chúng ta thấy rằng là gì? Tồn kho cuối kỳ của tháng thứ 2 chính là tồn kho đầu kỳ của tháng thứ 3, đúng không? Và tồn kho đầu kỳ này nó có thể đáp ứng được nhu cầu trong kỳ nên nó không có đặt hàng đây. Và vấn đề là gì? Tồn kho đây này, tồn kho cuối kỳ của tháng thứ 3 và nó bằng cái tồn kho đầu kỳ của tháng thứ 4 và nó đáp ứng đủ cái nhu cầu ở trong kỳ. Chúng ta thấy không? Xuất hiện một số tháng thì nó không có đặt hàng. Xuất hiện một số tháng nó không có đặt hàng, đúng không ạ? Đây, rất là nhiều, rất là nhiều. Do đó vấn đề là chi phí, nó làm cho cái chi phí đặt hàng thấp đi so với vấn đề đây. Tôi lấy ví dụ như là chi phí đặt hàng ở cái trường hợp là cơ bản thì nó là gì? 2820. Nhưng mà vấn đề là ở cái chi phí đặt hàng ở cái thứ trường hợp 2 chúng ta thấy rằng là gì? Nó giảm đi là 1280, tại vì có một số tháng nó không có đặt hàng nữa, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn vào đây. Chúng ta phải xác định cho mình, đúng không ạ? Rồi đây là hai cái trường hợp cơ bản, đúng không ạ? Bây giờ hai cái trường hợp, các cái trường hợp khác nó cũng chẳng có khác gì. Ở đây tôi để công thức rồi, các em coi, các em coi và các em làm cho tôi, chẳng hạn như là đáng lẽ đợt trước tôi thông báo chiều nay học nữa, nhưng mà thôi chúng ta cứ giảng ra đi. Không phải cần gấp gáp, tại vì cái vấn đề là nhìn như vậy nhưng mà khi mà chúng ta triển khai á thì nó khá là phức tạp. Do đó chúng ta cứ thực hành, cho tôi để cho các em 2 ngày chúng ta thực hành 2 và thực hành 3, và sau đó thì tôi sáng thứ hai, các em lưu ý là 7 giờ
tôi sẽ gửi cho các em cái đề và chúng ta làm cho tôi 8 giờ nộp cho tôi. Hệ thống MMS hiện nay nó có vấn đề nên cho tôi sẽ gửi cái bài kiểm tra cho bạn bạn Nguyên, và bạn Nguyên sẽ gửi cho các em, và chúng ta cố gắng sáng dậy sớm một tí, 7 giờ làm xong gửi qua mail cho tôi, đến 8 giờ là ngưng. Bạn nào không có thì tôi coi như là không. Có một số trường hợp là một số bài tôi thấy rằng là một số bạn gửi trễ, tuy nhiên thì vấn đề là gửi trễ thì tôi sẽ trừ trừ bao nhiêu phần trăm đó nha, chứ không phải là không đâu. Do đó thì vấn đề là bữa nay ngày mai ngày mốt các em coi lại hai bài này, và sáng thứ ba tôi sẽ cho một cái bài kiểm tra. Và chúng ta thử làm trong vòng 1 tiếng, và sau sau khi làm kiểm tra xong thì các em sẽ làm cái bài cuối cùng liên quan đến vấn đề là thiết kế cái mô hình chuỗi cung ứng. Cái bài đó nó cũng chỉ mất vào buổi sáng thứ hai thôi, coi như là xong rồi. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Rồi nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta kết thúc buổi học hôm nay ở đây nha.